Như thế là chúng ta đã sẵn sàng rồi đó. Khi nào mà Hồng với lại Quyên nghĩ rằng là có đủ học viên thì cứ báo cho cô Madalina, rồi lúc Dạ đó vâng thì ạ. Dạ. Chị Quyên ấy, bây giờ em thấy mới có 85, 86 học bạn ấy. Thì chắc ý mình là gợi ý mình gì nhỉ? cứ bắt đầu luôn đi em ạ, mình cứ bắt đầu À luôn thế thì ạ. đúng rồi, các bạn ấy sẽ vào dần dần, các bạn còn đang điểm danh ấy, À để vâng, ok có ạ. bị cái thời gian em ạ. Chị Vâng, bắt đầu. ok. Thế em bảo Madalina là mình cứ bắt đầu nha. Ok Oui. chị. Oui. Oui, Madalina, on Parfait. va commencer. Oui. Donc, Hey. je vais partager mon écran. Ouais. Voilà, normalement, vous voyez déjà mon écran. Vous voyez ça? Oui, je veux bien voir. Je vais juste enlever ces... Hop, je vais les mettre là en bas parce que ça va mieux plus nous faire de place. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Dans la série donc des cours de DU, aujourd'hui on va discuter des sujets qui me sont plus chers puisque on va parler de la chirurgie thoracique mini-invasive. Alors, Xin chào. oui. Oui. Xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một kỹ thuật trong phần bệnh lý hô hấp mà nó cũng khá là đắt tiền. Đấy là kỹ thuật phẫu thuật phổi với xâm lấn tối thiểu. Alors, avant de parler de la chirurgie thoracique mini-invasive, on va juste dire deux petits mots sur la chirurgie thoracique classique et l'abord classique pour réaliser de la chirurgie thoracique. Thế thì trong phần nói về phẫu thuật lồng ngực với xâm lấn tối thiểu này thì chúng ta sẽ nói một chút thôi về phẫu thuật lồng ngực xâm lấn tối thiểu kinh điển, tức là với những cái đường đường phẫu thuật kinh điển. Dans le temps, et quand la chirurgie thoracique est apparue, ça fait au moins une centaine d'années, eh bien, pour pouvoir accéder au poumon, on faisait ce qui s'appelle une thoracotomie. Và các cái kỹ thuật này thì nó đã có, tức là trong thời theo thời gian thì các kỹ thuật này nó đã có từ khoảng 100 năm nay rồi, và nó có rất nhiều các kỹ thuật, và với những cái kỹ thuật lớn hơn thì người ta gọi là phẫu thuật lồng ngực mở. Ça veut dire on faisait une incision dans le dos du patient sous l'omoplate. Tức là chúng ta sẽ tạo một cái đường mở vào lồng ngực của bệnh nhân. Et après, habituellement, dans le cinquième espace intercostal, on coupait les nerfs intercostaux à ce niveau. Et donc, ainsi, on pouvait accéder au thorax et pour pouvoir travailler à l'intérieur, on mettait un écarteur. Và tức là chúng ta sẽ tạo một đường mở qua các khoang liên sườn, và từ đấy thì sẽ đi vào được trong lồng ngực, và chúng ta thực hiện các kỹ thuật trong lồng ngực ở phía trong, và các cái kỹ thuật này đều được thực hiện trong việc trong các cái cuộc phẫu thuật lồng ngực. C'est un écarteur qui s'appelle l'écarteur de Fino-Kéto et qui est un instrument métallique très fort qui permet à écarter les côtes. Donc le thorax est ouvert comme un livre finalement. Và chúng ta sẽ phải sử dụng một cái dụng cụ giống như là một cái nẹp để chúng ta mở rộng các cái khoang liên sườn và mở rộng cái đường vào lồng ngực. Ainsi, le chirurgien peut facilement réaliser son intervention chirurgicale. Và người phẫu thuật viên sẽ dễ dàng thực hiện các cái kỹ thuật can thiệp trong lồng ngực. Mais si pour le chirurgien, l'accès est de cette manière facile, en revanche, pour le patient, les choses en post-opératoire sont bien plus compliquées parce que vous imaginez que écarter les côtes avec un instrument métallique et les maintenir ouvertes pendant 3 heures d'intervention, eh bien, ça laisse des traces. Và để cho cái người phẫu thuật viên người ta thực hiện được các cái kỹ thuật trong cái phẫu thuật lồng ngực liên quan tới phổi này thì người ta cần một cái sự mở rộng, một phẫu trường như vậy là thứ nhất, thứ hai là nó cần một cái thời gian lớn, và người ta sử dụng các cái dụng cụ mở lồng ngực bằng kim loại như vậy thì nó có thể gây ra những cái nó có thể có những cái biến chứng kèm theo, đặc biệt là sau phẫu thuật, với một cái thời gian phẫu thuật dài trên 3 tiếng.
Et ceci est une des raisons principales pour laquelle la chirurgie thoracique est réputée très douloureuse. Và một trong những cái lý do lớn mà người ta phải cân nhắc về cái phẫu thuật này đấy là phẫu thuật lồng ngực là một trong những cái phẫu thuật rất là đau. Et la douleur dans la chirurgie thoracique est le principal mécanisme de complications post-opératoires infectieuses, notamment la pneumopathie. Và một trong những cái mà làm cho cái phẫu thuật lồng ngực này nó đau và nó nặng nề đấy là những cái biến chứng sau phẫu thuật nữa, ví dụ như là viêm phổi. Après une résection pulmonaire, donc une lobectomie par exemple, on va voir ce que ça veut dire. Donc après avoir enlevé un bout de parenchyme pulmonaire, à peu près 30% des patients font des complications post-opératoires. Ví dụ như là một cái phẫu thuật mà cắt phổi chẳng hạn, ví dụ như là lobectomy tức là cắt thùy phổi chẳng hạn, hoặc là một cái phẫu thuật mà mình cắt những cái kén khí của phổi chẳng hạn, thì có đến 30% các bệnh nhân là có những cái biến chứng sau phẫu thuật. Le type de complications post-opératoires qu'on peut faire, et les types sont vraiment très nombreux. On peut tout imaginer. Mais ce qui est le plus fréquent, la moitié des complications post-opératoires est signée par la pneumopathie, l'infection du parenchyme pulmonaire. Và có rất nhiều các cái biến chứng mà người ta nói tới sau cái phẫu thuật lồng ngực, có đến tức là có đến một nửa số bệnh nhân sau phẫu thuật lồng ngực có các cái biến chứng này, người ta nói rất là nhiều, và một trong những cái biến chứng mà nói được nhiều nhất đến đấy là viêm phổi sau phẫu thuật, sau cái phẫu thuật lồng ngực. Évidemment que c'est une infection pulmonaire qui est due à la chirurgie. C'est la cause de cette pneumopathie est la chirurgie. C'est une infection que le patient ne ferait pas s'il n'y avait pas eu la chirurgie. Tức là một cái viêm phổi sau cái phẫu viêm viêm cái nhu mô của phổi ấy, sau phẫu thuật lồng ngực, tức là một cái nhiễm trùng ở phổi sau phẫu thuật, và cái nhiễm trùng này chỉ có nếu mà bệnh nhân can thiệp phẫu thuật lồng ngực, tức là nếu bệnh nhân không có cái phẫu thuật lồng ngực thì người ta đã không có cái biến chứng này. Et le mécanisme principal, c'est la douleur post-opératoire. Và cái cơ chế chính ở đây đấy là cái cơn đau sau phẫu thuật nó gây ra. Et juste en deux mots pour que vous puissiez comprendre pourquoi on fait ça, c'est parce que la chirurgie, elle fait mal. Pour l'instant, aucune chirurgie dans le monde et aucun chirurgien dans le monde ne sait faire des chirurgies sans provoquer des douleurs. Có một số điều các bạn phải hiểu, tức là cái đau sau phẫu thuật đấy thì không có một cái phẫu thuật nào là nó không gây ra cái cơn đau cả, là kể cả là cơn đau sau phẫu thuật. Bien sûr Dạ, qu'on donne. con xin lỗi cô, tại Okay. cái slide nó chưa chuyển đó cô. Đúng đúng người ta anh ơi, người ta đang dẫn là tại sao mình phải phải làm cái phẫu thuật mini angiotensin này, là người ta đang dẫn cái lý do đấy ạ, mình chờ một xíu. Xin lỗi. Oui, không có gì. Oui. Madalina, on va continuer. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, je profite pour dire que Oui, s'il y a des c'est pas questions. souci. Oui, Oui, voilà. Non, non, juste, voilà. pas, non, non, oui, pas souci. Juste une petite question parce que un participant, il ne comprend pas pourquoi le topogramme ne bouge pas. Donc, je vous C'est explique exprès, pour lui. Oui, j'ai pas juste bougé. les quelques mots. Oui. Oui. Pas souci. Oui, Oui, on va continuer. on va continuer. Moi, je fais une introduction qui est un petit peu longue, Oui, peut-être, oui. mais qui montre l'intérêt finalement pourquoi on a été intéressé de développer cette chirurgie thoracique mini-invasive. Les opérations D'accord. qu'on faisait par la thoracotomie, c'est très facile de le faire. On peut faire toutes les opérations, on peut les faire par une thoracotomie. Et alors, D'accord. quel intérêt de développer la chirurgie mini-invasive? Oui, je vois. D'accord. On va continuer. C'est bien, hein? C'est Juste, intéressant. vous pouvez même expliquer pourquoi Oui, cette introduction est un peu d'accord. plus longue. D'accord, je vais expliquer. Tức là như thế này thì lúc nãy có một anh có hỏi là tại sao mà cái màn hình nó không có di chuyển đó, thì mình cũng có giải thích là bởi vì bài đang dẫn vào cái lý do là tại sao mình thực hiện cái này. Thì lúc nãy bài có hỏi là có câu hỏi gì không thì mình cũng nói lại cái điều đấy. Thì bài có giải thích là đây là bài đang nói một vài cái lý do để mọi người hiểu là tại sao mà người ta thực hiện cái kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực với cái xâm lấn tối thiểu này, bởi vì là cái phẫu thuật phổi mở thì người ta có thể thực hiện ở bất kỳ đâu, tức là nó có từ rất lâu rồi. Đó, và vì sao người ta phải cố gắng chuyển đổi cái kỹ thuật thì nó là vì cái lợi ích mà nó là vì những cái tác hại mà bài vừa nêu ra, tức là vì những cái bất lợi của cái phẫu thuật phổi mở mà bài vừa nêu ra đấy. Xong lát sau người ta sẽ dẫn đến là cái lợi ích của cái phẫu thuật mini angiotensin xâm lấn tối thiểu là gì nhá. Ok.
OK. Merci. Maintenant, merci. Voilà, donc okay, je disais que ça fait mal en post-opératoire. Bien sûr qu'on donne des médicaments pour rendre ces douleurs supportables, mais il n'y aura pas zéro douleur. Thì biết rằng là cái phẫu thuật lồng ngực nó rất là đau và vì thế người ta có thể sử dụng các cái thuốc giảm đau để làm giảm cái cơn đau đấy, nhưng mà dĩ nhiên là nó không có quá hiệu quả. Ce qui fait que les personnes opérées du thorax vont respirer beaucoup plus superficiellement parce qu'ils vont hésiter de trop bouger le thorax. On ne peut pas arrêter la respiration, mais les mouvements seront beaucoup plus superficiels. Et puis, ils ne vont pas bouger assez, ils vont bloquer la respiration quand ça fait mal, ils vont éviter de tousser. Và chính vì như thế nên là có rất nhiều người mà người ta khi người ta sau một cái phẫu thuật lồng ngực thì người ta hít thở rất là nông, bởi vì là có cái cơn đau này khi hít thở, hoặc là người ta sẽ block cái việc hít thở lại, tức là người ta ngừng thở lại khi mà cơn đau nó xuất hiện. Chính là vì thế nên là cái việc thông khí ở nhu mô phổi nó không đủ cho những cái bệnh nhân, nó không đầy đủ cho những cái bệnh nhân mà sau phẫu thuật lồng ngực này đó, và người ta còn hạn chế di chuyển sau phẫu thuật nữa. Ce qui fait que la douleur va diminuer mais les sécrétions bronchiques, elles vont stagner dans les bronches. Cơn đau nó có thể nó sẽ giảm, nhưng cái vấn đề ở đây là những cái phế quản phổi ấy, thì nó lại không nở ra được. Normalement, on produit à peu près 1 litre de sécrétions bronchiques par jour, et ces sécrétions bronchiques, elles ne sont pas stériles. Il y a des germes dedans, des microbes, la flore microbienne naturelle, des voies respiratoires. Và trung bình thì chúng ta tiết ra cỡ khoảng 1 lít cái dịch tiết trong lòng phế quản mà nó luân chuyển ấy, mỗi ngày. Đó, nhưng và trong cái dịch tiết đấy nó sẽ có các cái vi khuẩn hoặc các cái mầm bệnh ở trong đấy. Donc les sécrétions qui stagnent dans le parenchyme pulmonaire, elles ont des germes dedans, les germes se multiplient et puis voilà, c'est comme ça que le mécanisme de la pneumopathie post-opératoire est en route. Đã, và bản thân trong các cái chất tiết này nó có rất nhiều mầm bệnh này, nó có các cái vi khuẩn và có thể có rất nhiều típ khác nhau, và vì thế nên nó chính là căn nguyên gây ra những cái nhiễm trùng nhu mô phổi sau phẫu thuật. Et c'est comme ça que l'idée de essayer par tous les moyens de réduire la douleur post-opératoire est arrivée. Và đó là lý do vì sao mà nó có rất nhiều các cái phương pháp giảm đau sau phẫu thuật đã được đưa ra. Évidemment qu'il y a plusieurs moyens de le faire, mais un mécanisme, un moyen très important, c'est l'opération elle-même. Và có rất nhiều các cái phương pháp này được đưa ra, nhưng mà cái hiệu quả thì nó cũng không có thay đổi quá nhiều và gần như nó tương đương. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, peut-être que si on ne fait pas de si grande ouverture, qu'on ne coupe pas les muscles du thorax, qu'on n'écarte pas avec un écarteur métallique qui maintient les côtes super écartées et étirées pendant 3 heures, si on arrive à ne pas faire ça, peut-être qu'il y aura moins de douleurs et moins de complications. Và vì thế nên người ta đưa ra một cái câu hỏi là liệu chúng ta có thể giảm bớt cái việc là cái đường mở quá lớn vào lồng ngực, giảm bớt cái việc cắt các cái cơ lồng ngực, cũng như là giảm bớt cái việc mà mở rộng các cái phẫu trường với những cái dụng cụ kim loại quá quá lớn như vậy, và giảm bớt thời gian phẫu thuật, thì liệu những cái đấy nó có giảm bớt cái cơn đau sau phẫu thuật cũng như là giảm bớt cái biến chứng viêm phổi sau phẫu thuật hay không? Et on a pu observer que cette théorie, elle s'est confirmée en pratique au fur et à mesure que les chirurgiens ont diminué les voies d'accès au niveau du thorax. Và cái phương pháp này đã được trao đổi cũng như là người ta đã đưa ra một cái kết luận của cái phương pháp phẫu thuật là làm thế nào để giảm bớt cái phẫu trường trong phẫu thuật. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire le cours d'aujourd'hui qui s'appelle la chirurgie thoracique mini-invasive. Đó là lý do vì sao mà hôm nay chúng ta học cái bài này, là cái bài mà về phẫu thuật lồng ngực xâm lấn tối thiểu. Et elle est mini-invasive seulement parce que la voie d'accès au niveau du thorax est beaucoup plus petite et moins invasive, alors même que la chirurgie qui est effectuée à l'intérieur du thorax est toujours la même. Cái mini invasive tức là cái xâm lấn tối thiểu, có nghĩa là chúng ta đang nói về cái đường xâm lấn vào lồng ngực, làm thế nào để nó hạn chế, tức là nó xâm lấn tối thiểu vào lồng ngực, nó hạn chế tối đa cái việc xâm lấn này, và tất cả cái việc can thiệp của phẫu thuật viên phía trong vẫn phải được đảm bảo. Et alors, c'est maintenant que
le diapositive va bouger et on va voir quelles sont les indications diagnostiques et quelles sont les indications thérapeutiques de ce type de chirurgie. Đây là lý do mà chúng ta sẽ di chuyển cái slide này. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái chỉ định chẩn đoán cũng như là chỉ định điều trị của phương pháp này. Parce que effectivement, on peut utiliser ce type de chirurgie pour simplement faire un diagnostic ou pour faire un traitement chirurgical. Thực tế thì chúng ta sẽ sử dụng các cái chỉ định để đơn giản thôi, tức là chỉ định về phần chẩn đoán và chỉ định điều trị của phương pháp này. Alors, pour les indications diagnostiques, on utilise ce type de chirurgie quand il y a des épanchements pleuraux sans étiologie retrouvée après qu'on ait fait des ponctions, des biopsies transpleurales. Si on n'arrive toujours pas à avoir un diagnostic, on peut aussi proposer une chirurgie exploratrice avec une thoracoscopie pour explorer l'intérieur et puis faire de la plèvre et faire des biopsies. Về phần chỉ định trong chẩn đoán của phương pháp này thì chúng ta sẽ dùng trong những trường hợp mà có tràn dịch màng phổi mà không có cái nguyên nhân là được tìm thấy. Sau khi mà chúng ta đã chọc dịch màng phổi, chúng ta đã làm xét nghiệm rồi mà vẫn không rõ cái nguyên nhân là gì thì chúng ta sẽ phải tiến hành nội soi lồng ngực như thế này để quan sát cái phía bên trong cũng như là chúng ta sẽ thực hiện các việc sinh thiết màng phổi hay là sinh thiết phổi để tìm nguyên nhân. Une autre indication, c'est dans les mésothéliums. Même si on arrive à avoir un diagnostic ou une suspicion forte de mésothélium par une biopsie transpleurale, souvent les anatomopathologistes ont besoin de plus de tissus pour pouvoir faire un diagnostic plus précis. Hoặc một cái chỉ định khác của phương pháp này đấy là trong những trường hợp mà u trung biểu mô màng phổi, tức là những cái trường hợp mà mesothelium á, thì ngay kể cả khi mà chúng ta đã có cái chẩn đoán xác định bằng cách là sinh thiết màng phổi rồi, nhưng nếu mà bác sĩ điều trị hoặc là bác sĩ ung biếu người ta cần một cái chẩn đoán, tức là người ta cần một cái mảnh tổ chức lớn hơn để đem lại cái chẩn đoán chính xác hơn thì chúng ta vẫn phải thực hiện nội soi lồng ngực. Maintenant, il n'y a plus d'indication chirurgicale pour les mésothéliums, c'est-à-dire on ne fait plus la pleuropneumonectomie comme on faisait dans le temps. Mais à l'époque, il y a quand même des pays qui le font encore, je ne sais pas au Vietnam, mais à l'époque, quand on opérait ça, il fallait aussi faire une exploration pour voir exactement quelle est l'étendue de la lésion avant de décider d'opérer ou pas. Đôi khi trong những cái quá trình nội soi lồng ngực này, mục đích nữa là để người ta quan sát cái màng phổi, quan sát cái diện tổn thương mà nó lan tỏa đến đâu để quyết định cái phương pháp phẫu thuật. Alors, une autre indication, c'est le poumon lui-même. On peut faire des biopsies pulmonaires pour des fibroses, par exemple, ou pour des lésions qui sont restées sans diagnostic. Và một trong những chỉ định khác nữa đấy là để sinh thiết phổi, tức là để tìm ra chẩn đoán cũng như là quyết định điều trị. Très souvent, il arrive de faire des biopsies pulmonaires pour un cancer bronchopulmonaire, mais qui n'a pas de tumeur dans le parenchyme, ou sinon, les tumeurs dans le parenchyme sont difficiles d'accès autrement. Hoặc là trong những cái trường hợp mà chúng ta phải sinh thiết để chẩn đoán những cái khối sinh thiết chẩn đoán những trường hợp ung thư phổi chẳng hạn, có thể là bản thân cái ung thư đấy nó không có khối tổn thương ở trong nhu mô phổi hoặc nó ở những cái vị trí mà những cái phương pháp thăm dò khác không thể tiến hành được. Concernant la maladie pulmonaire diffuse, vous savez mieux que moi, en tout cas les pneumologues savent mieux que les chirurgiens, qu'il y a de plus en plus de médicaments qui peuvent être administrés pour les pneumonies et pneumopathies interstitielles. Et donc, on nous demande de faire des biopsies pulmonaires pour mieux qualifier le diagnostic de ces pathologies. Và trong một số những cái bệnh lý phổi lan tỏa, dĩ nhiên cái này thì các bạn biết rõ hơn là tôi, tức là các bác sĩ hô hấp thì biết rõ hơn là các bác sĩ phẫu thuật về các cái bệnh lý phổi này, ví dụ các bệnh lý phổi kẽ hoặc là các cái bệnh lý mà các bạn đã sử dụng thuốc rồi, sử dụng các phương pháp điều trị rồi, nhưng mà các bạn cần có cái dữ liệu chính xác hơn để khẳng định chẩn đoán. Une autre indication, c'est quand il y a des lésions bien précises au niveau du poumon, mais elles sont inaccessibles à la ponction transthoracique sous contrôle du scanner.
Hoặc là một trong những cái chỉ định khác đấy là những cái bệnh lý mà có tổn thương ở phổi, dĩ nhiên thế nhưng mà không thể tiếp cận được bằng cái phương pháp sinh thiết nó xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của các lớp vi tính. Et je sais qu'au Vietnam, c'est une indication qui est encore assez fréquente. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui. La ponction sous 33C, sous scanner ou sous l'échographie, oui, c'est vraiment fréquent maintenant. Oui. Thì Madalina có hỏi là tôi biết rằng là ở Việt Nam thì cái chỉ định mà sinh thiết xuyên thành ngực với vẫn còn cắt lớp thì rất là phổ biến, thì mình có trả lời là đúng thế, thì bây giờ hiện tại ở đây thì có cái chỉ định sinh thiết xuyên thành ngực với vẫn còn cắt lớp hoặc là siêu âm thì rất là phổ biến. Mais oui. Je crois qu'avec le développement des matériels et puis de l'expérience, ça va être comme partout une indication de moins en moins utilisée en fait. Oui. Maintenant en fait au Vietnam on a plus les matériels comme oui. Scanner oui, oui. Ou échographie oui. Très bien. Ouais. Oui, je sais parce que enfin je sais plus parce que comme ça fait 2 ans mais je sais longtemps. Voilà, ouais. Du temps où je venais, je voyais tous les ans, il y avait des progrès et puis des radiologues qui se mettaient à la ponction, etc. Donc, c'était assez encourageant, oui. Oui, oui. Je pense que c'est mieux parce qu'en fait, vous voyez, c'est le développement de techniques. C'est mieux pour les patients. Absolument, les médecins. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Thì Malalina có nói rằng là các cái kỹ thuật mà sinh thiết xuyên thành như thế nó phát triển ấy, thì rất là tốt, bởi vì nó sẽ làm giảm bớt các cái chỉ định phải can thiệp phẫu thuật trong những trường hợp như thế này. Thì mình có nói là hiện tại ở Việt Nam thì các cái phát triển của CT cũng như scan hoặc là siêu âm thì nó tạo thuận lợi cho các bác sĩ, với lại nó sẽ có ích cho bệnh nhân khi mà mình làm các sinh thiết này. Oui. Voilà. Parfois, une autre indication est parce que souvent les adénopathies médiastinales para-aortiques, par exemple, ou de la fenêtre aorto-pulmonaire, elles sont difficiles d'accès et par ébus et par scanner. Hoặc là những cái trường hợp mà có bệnh lý hạch ở trong trung thất, ví dụ những cái trường hợp mà hạch ở phía trước của khí quản hoặc là hạch ở trong cửa sổ trụ phổi chẳng hạn, thì nó rất là khó để tiếp cận bằng cách nội soi hoặc là sinh thiết xuyên thành. Et à ce moment-là, une vidéothoracoscopie permet de faire le staging de ces et d'évaluer les tumeurs dans cette situation. Trong những cái trường hợp này thì người ta sẽ sử dụng nội soi và có video để người ta lấy cái hạch cũng như là để đánh giá được cái giai đoạn của ung thư. Ouais. Je me rappelle d'une patiente qui avait une volumineuse tumeur qui était très au contact de l'aorte et pour laquelle il y avait un risque à ce que l'aorte soit envahie et donc et qui avait aussi des adénopathies. Donc la question était, est-ce qu'on fait une chimiothérapie d'induction et on l'opère après, ou est-ce qu'en fait l'opération ne sera pas possible parce que la tumeur envahit l'aorte? Et à ce moment-là, on a fait une vidéothoracoscopie. Pourquoi? L'aorte, elle est rarement envahie, mais là, il y avait des critères radiologiques quand même qui faisaient penser. Et donc, on a fait une thoracoscopie et on a vu qu'en fait, l'aorte n'était pas envahie. Donc, la patiente a pu être opérée à la fin. Nè, sẽ bien phương gì á. Thì Madalina có nói một cái ví dụ, tức là bài vẫn còn nhớ là bài có một cái bệnh nhân mà người ta có một cái khối u khá là to và nó ở rất là gần với động mạch chủ và người ta nghi ngờ là nó xâm lấn vào động mạch chủ. Tất nhiên là những cái trường hợp mà khối u xâm lấn động mạch chủ nó rất là hiếm, tuy nhiên là đồng nghiệp mà bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì người ta nghĩ rằng là có thể như vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là nếu mà cái khối u đấy nó xâm lấn vào động mạch chủ hoặc có hạch ở đấy thì bệnh nhân sẽ phải cân nhắc giữa việc là phẫu thuật hay là điều trị hóa chất, và vì thế là người ta đã tiến hành một cái nội soi lồng ngực có video và người ta thấy quan sát thấy rõ ràng là khối u nó không có xâm lấn vào động mạch chủ, và vì thế cuối cùng là bệnh nhân đã được phẫu thuật. Đấy. Oui, c'est bien. Voilà. Et enfin, une autre indication, c'est le pneumothorax spontané. En dehors du pneumothorax qu'on veut traiter par chirurgie, il y a aussi des situations où on veut faire le diagnostic. On voit sur le scanner qu'il y a des lésions bizarres, un poumon jeune, etc. On ne comprend pas trop ce que c'est. Et à ce moment-là, on fait une biopsie, justement, du parenchyme pulmonaire pour expliquer le pneumothorax. Thì trong những cái trường hợp, một cái trong những chỉ định khác nữa đấy là trong những trường hợp tràn khí màng phổi tự nhiên nguyên phát, tức là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi mà chúng ta cần là tìm nguyên nhân mà bác sĩ phẫu thuật lồng ngực có thể can thiệp được, là chúng ta phải sinh thiết nhu mô phổi để xem là tại sao có tràn khí, hoặc là những cái tổn thương kén khí, hoặc là tổn thương trong trong màng phổi trong khoang màng phổi mà bác sĩ phẫu thuật có thể can thiệp.
Voilà pour les indications diagnostiques. Alors, pour les indications thérapeutiques, le traitement, il faut savoir qu'on peut faire toutes les types, toutes les chirurgies peuvent être faites par chirurgie mini-invasive. Thì đấy là những cái chỉ định liên quan tới phần chẩn đoán, thì sau đây là những cái chỉ định liên quan tới phần điều trị, và tất cả những cái tip nhỏ này, những cái phần chỉ định này các bác sĩ phẫu thuật lồng ngực phải biết. Plus on va s'entraîner, plus on va avancer et on va maîtriser la technique et plus on va pouvoir faire des choses compliquées. Đó, đó là chúng ta cũng phải biết rõ về cái việc là chỉ định của các kỹ thuật này cũng như biến chứng của các kỹ thuật này. Et donc, même en tant que dans l'histoire de ce type de chirurgie, il y a 20 ans, on faisait juste des lésions pleurales, etc. Maintenant, on fait des résections anastomoses, des choses très compliquées, des pneumonectomies. Donc, autant le chirurgien évolue sur le plan personnel, mais la technique en général, par ses moyens, a évolué aussi dans le temps. Có rất nhiều các kỹ thuật mà chúng ta phải thực hiện, ví dụ như là những cái phẫu thuật liên quan đến màng phổi này, hoặc là phẫu thuật cắt thủy phổi này, hoặc là những cái can thiệp gì khác nữa, nó cũng có thể có các cái biến chứng cũng như các cái lợi ích nào, và chúng ta cần thời gian để đánh giá các cái này thì phải chờ đợi. Donc, il reste toujours la possibilité de donner des indications thérapeutiques, mais c'est ça qu'il faut retenir comme idée. Après, si on rentre dans le détail, oui, effectivement, très souvent, on fait des symphyses pleurales ou ch chimiques, soit mécaniques, soit chimiques, pour des épanchements pleuraux, par exemple métastatiques. Cái chỉ định mà rất là thường gặp ở đây đấy là chỉ định gây dính màng phổi, thì có thể bằng hóa chất hoặc là bằng cơ học trong cái quá trình phẫu thuật, ví dụ như trong những cái trường hợp mà tràn dịch màng phổi tái phát, ví dụ sau di căn chẳng hạn. On peut aussi, et ça se fait encore, je sais, au Vietnam et même en France, dans des services, on faisait beaucoup ça avant, mais maintenant de moins en moins. Quand il y a de l'empyème avec donc une infection de la plèvre, de la cavité pleurale, avec des cloisons, très souvent on faisait une vidéothoracoscopie pour effondrer tous ces cloisons, bien laver, faire des prélèvements. Donc ça se fait encore beaucoup, en fait. Hoặc là trong những cái trường hợp mà chúng ta cần phải 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 làm sạch khoang màng phổi cũng như là lấy các cái phần mà tổ chức nó bị dính, thì tất nhiên là ngày càng ít cái việc đấy rồi, tuy nhiên là chúng ta vẫn phải thực hiện, ví dụ trong những cái trường hợp mà những cái trường hợp tràn dịch nó bị bội nhiễm chẳng hạn, nó tạo thành rất nhiều cái vách dính trong khoang màng phổi, thì chúng ta phải thực hiện cái nội soi màng phổi có video để hút hết dịch này, làm sạch khoang màng phổi. Alors, vous savez qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle les pneumologues interventionnels qui se développent, j'ai envie de dire. Et Hoặc donc, là trong ces pneumologues interventionnels, ils ont des techniques actuelles, qu'on va juste dire deux mots, ils ont des techniques qui ont fait que quand on a la chance d'avoir des pneumologues qui connaissent ces techniques-là, eh bien, il n'y a plus d'indication à faire des vidéothoracoscopies pour l'empyème. Hoặc là có một, tức là theo thời gian có những trường hợp mà các bác sĩ phẫu, các bác sĩ hô hấp người ta có thể thực hiện một số những cái kỹ thuật giống như là nội soi màng phổi nội khoa để can thiệp những cái này, thì dần dần theo thời gian các cái chỉ định để thực hiện nội soi lồng ngực có video nó sẽ giảm đi. Ce que peuvent faire les pneumologues, c'est de drainer les poches avec des petites queues de cochon, des petits tout petits drains. Ils vont aller drainer sous scanner ou sous échographe les poches de pus. Et en fait, après, par un drain, celui qui est un petit peu plus haut, on va injecter de l'urokinase ou de la streptokinase et ce médicament effondre les cloisons. Et donc, on peut obtenir une vacuité de la cavité pleurale avec des moyens percutanés sans être obligé d'opérer le patient. Hoặc là cái kỹ thuật mà các bác sĩ hô hấp người ta có thể thực hiện đấy là người ta đặt một cái xông, có thể là cái xông 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 đuôi lợn vào trong cái túi mủ này, và người ta hút cái mủ này ra, đồng thời là qua cái xông đấy thì người ta có thể bơm người ta có thể bơm cái chất mà để tiêu các cái sợi fibrin này, ví dụ như là streptokinase hoặc là urokinase, thì nó sẽ tiêu các cái sợi sợi fibrin này, và từ đấy người ta làm sạch được cái khoang màng phổi, và nó sẽ chống được cái quá trình dính trong những trường hợp mủ như thế này.
Juste à titre d'exemple, dans le service où je suis de chirurgie thoracique où je suis actuellement, nous avons une collaboration très proche avec nos pneumologues qui sont interventionnels. Et donc, depuis 10 ans que je suis, depuis quand je suis ici, je pense que j'ai peut-être une seule fois quand même fait une thoracoscopie. Sinon, alors qu'avant, on le faisait 2, 3 fois par semaine. Il n'y a plus d'indication quand les pneumologues utilisent ces moyens pour régler le problème. Thì có một cái ví dụ nhỏ, ví dụ như trong xét mà tôi đang trong khoa mà tôi đang làm việc hiện nay chẳng hạn, thì kể từ khi mà tôi về làm việc ở đấy khoảng 10 năm nay, thì có một đồng nghiệp mà rất là thân thiết, anh ta làm việc giống như một bác sĩ hô hấp và can thiệp, và từ khi có cái kỹ thuật can thiệp đấy, thì gần như là cái việc mà tôi rất là ít khi phải thực hiện cái kỹ thuật nội soi màng, nội soi lồng ngực có video này để điều trị những cái ca mủ như này, thường là chỉ khoảng một ca từ lúc tôi về thôi, trong khi trước đấy thì phải khoảng là 2 cho tới 3 ca một tuần. Voilà. Après, il y a des indications un petit peu plus classiques comme le pneumothorax spontané, la lobectomie ou la pneumonectomie. Hoặc là trong những cái chỉ định kinh điển, ví dụ như là tràn khí mang phổi tự nhiên, hoặc là để phẫu thuật cắt khí phổi, hoặc là phẫu thuật cắt phổi. La résection des nodules pulmonaires périphériques, que ce soit bénin ou malin, par exemple, quand c'est des métastases, on va faire des résections atypiques par vidéothoracoscopie. Hoặc là những trường hợp mà phẫu thuật để cắt những cái nốt mờ của phổi mà ở vị trí ngoại vi, có thể là lành tính hoặc không lành tính, nhưng mà chúng ta nghi ngờ là nó có thể di căn chẳng hạn, thì chúng ta thực hiện cái kỹ thuật cắt phổi không điển hình dưới nội soi lồng ngực có video. Une indication qui est un petit peu abandonnée, c'est plutôt historique, c'est la vagotomie transthoracique ou sinon la section ou la résection des chaînes sympathiques pour les hyperhidroses. Hoặc là trong những trường hợp mà cắt các cái dây thần kinh phế vị trong lồng ngực, hoặc là cắt các cái hạch giao cảm ở trong lồng ngực qua nội soi lồng ngực. On peut aussi faire de la splanchnicectomie. Ça se fait dans les douleurs importantes des cancers pancréatiques du corps du pancréas qui envahissent le plexus cœliaque. Et donc le plexus cœliaque, il est alimenté par les nerfs splanchniques qui passent dans le thorax. Et donc on peut faire une splanchnicectomie pour contrôler la douleur du cancer pancréatique. Hoặc là trong những trường hợp mà chúng ta cắt bỏ các cái thần kinh tạng chẳng hạn, để kiểm soát cái cơn đau ở lồng ngực, ví dụ như trong những trường hợp mà ung thư tụy chẳng hạn, nó kích thích làm cho cái tăng cái cảm giác đau qua đám rối thần kinh tạng, và vì thế nên là nó kích thích cái phần thần kinh tạng ở lồng ngực mà nó gây ra cơn đau lồng ngực này, thì chúng ta sẽ thực hiện cái phẫu thuật cắt bỏ này để làm giảm bớt cơn đau ở lồng ngực. Dans les patients qui ont un épanchement péricardique important ou récidivant, la tamponade aussi, on peut, en dehors de faire un simple drainage péricardique, on peut aussi faire une fenêtre pleuropéricardique, donc une fenêtre de communication entre le péricarde et la plèvre pour éviter à ce que le patient arrive en tamponade. Hoặc là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có tràn dịch màng ngoài tim nhiều, hoặc là tái phát nhiều lần, hoặc là có ép tim chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thực hiện một cái phẫu thuật để mở cửa sổ màng ngoài tim, mở cửa sổ màng ngoài tim màng phổi, tức là một cái đường thông chúng ta mở từ màng ngoài tim và thông với màng phổi để giảm bớt cái trường hợp bệnh nhân có thể bị ép tim tái phát. On peut aussi réaliser une réparation d'une hernie du diaphragme par thoracoscopie. Hoặc là những trường hợp mà chúng ta sửa chữa các cái thoát vị hoành thông qua phẫu thuật lồng ngực. La résection de tumeurs pleurales ou de neurinomes sur les nerfs intercostaux. Hoặc là những cái phẫu thuật mà cắt bỏ các khối u màng phổi, hoặc là các cái u u thần kinh. Ou la résection de lésions du médiastin antérieur, et notamment de la loge thymique, du thymus. Hoặc là chúng ta phẫu thuật cắt bỏ các cái tổn thương ở phía trước của trung thất trước, thường gặp nhất đấy là các cái phẫu thuật ung thư đức. Voilà pour les indications de thérapeutique. Alors, quels sont les types de procédures? Đó là những cái chỉ định liên quan tới phần điều trị. Thế thì có những cái loại phẫu thuật nào? On a déjà énuméré une partie d'entre elles, donc la biopsie pleurale, Ví dụ như là sinh thiết màng phổi.
Le pneumothorax spontané, quand on va faire une petite résection des bulles d'emphysème et on va gratter à l'intérieur de la plèvre pour provoquer une inflammation. Hoặc là trong những trường hợp mà tràn khí màng phổi tự nhiên, chẳng hạn tự nhiên tự phát, thì chúng ta thấy là chúng ta phẫu thuật lồng ngực để được cắt những cái kén khí, hoặc là chúng ta vá lại các cái tổn thương này để tránh cái việc là tràn khí tái phát. Une autre procédure, c'est pour ce qu'on fait pour le pneumothorax catamenial. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le pneumothorax catamenial? Oui, c'est comme pneumothorax lié sur les mangiennes, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ouais. Quand on a les règles, les femmes, quand elles ont les règles, elles font aussi un petit pneumothorax, souvent ouais. À la base, à la droite, ouais. À droite et à la base, qui est dû à l'endométriose, en effet. Oui. Thì những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi liên quan tới kinh nguyệt, hoặc là những cái trường hợp có u sơ tử cung. Đó. Donc, on peut traiter un pneumothorax catamenial par thoracoscopie, aussi un pneumothorax traumatique. Hoặc là chúng ta có thể điều trị những trường hợp tràn khí màng phổi liên quan tới kinh nguyệt như thế này, hoặc là những trường hợp tràn khí màng phổi sau chấn thương. On peut faire la toilette de la cavité pleurale, les symphyses pleurales pour les pleurésies malignes. Chúng ta có thể thực hiện cái việc làm sạch cái khoang màng phổi, hoặc là chúng ta gây dính khoang màng phổi sau những trường hợp tràn khí tràn dịch màng phổi ác tính. Comme type de procédure, on peut faire une évaluation de staging, comme on vient de parler, donc une procédure de diagnostic ou au contraire une procédure de résection pulmonaire. Chúng ta đánh giá giai đoạn của ung thư để đưa ra cái quyết định là có phẫu thuật hay không đối với những trường hợp mà bệnh ác tính. On peut faire aussi des œsophagectomies. Chúng ta phẫu thuật các phần của thực quản. Ou chirurgie anti-reflux, donc on fait les valves anti-reflux autour de l'œsophage, donc si on pour traiter le reflux gastro-œsophagien. Hoặc là phẫu thuật để chống trào ngược, tức là chúng ta tạo ra một cái van để chống cái quá trình trào ngược này. On peut faire des myotomies au niveau de la partie terminale de l'œsophage pour traiter l'achalasie. Hoặc là chúng ta có thể các cái phẫu thuật điều trị co thắt âm vị. On peut faire des thymectomies ou des tumeurs médiastinales postérieures comme les neurinomes. Chúng ta có các phẫu thuật liên quan tới tuyến ức và phẫu thuật cắt tuyến ức, hoặc là những cái phẫu thuật ở phần trung thất sau, ví dụ những cái u thần kinh. Dans les traumatismes thoraciques, on peut traiter une déchirure du parenchyme pulmonaire ou une évaluation du traumatisme et des conséquences du traumatisme. Hoặc là những trường hợp mà có chấn thương lồng ngực, hoặc là những cái tổn thương nhu mô. Et enfin, on peut réséquer des nerfs et des tumeurs pleurales, comme on l'a dit. Và chúng ta có thể có các cái phẫu thuật liên quan tới thần kinh ở vùng lồng ngực, hoặc những cái khối u màng phổi. Alors, pourquoi faire toutes ces opérations par des petits orifices, comme on va voir, alors que c'est plus difficile? Et pourquoi ne pas faire une thoracotomie comme dans le temps? Eh bien, parce qu'il y a des avantages pour le patient. Và chúng ta đã nói rất nhiều những cái phần phía trước, thì tại sao chúng ta phải thực hiện cái kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực xâm lấn tối thiểu này, mặc dù nó có rất nhiều các cái điểm khó khăn như vậy, thì bởi vì nó có những cái lợi ích như thế này so với phẫu thuật lồng ngực mở. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, donc je n'ai pas mis de référence parce qu'il y en aurait énormément. Pratiquement toutes les études qui ont comparé les deux voies d'abord, thoracotomie, thoracoscopie, ont conclu qu'il y a un avantage à la thoracoscopie et on va énumérer ces avantages. Thì có rất nhiều những cái tài liệu mà người ta đã đưa ra, thì nó có quá nhiều tài liệu như vậy nên tôi không có đưa vào phần tham khảo hết được, nhưng mà tất cả các tài liệu này thì nó đã thực hiện các cái nghiên cứu so sánh giữa cái nội soi lồng ngực với lại cái phẫu thuật lồng ngực mở, và cuối cùng các nghiên cứu thì người ta đều đưa ra các cái bằng chứng để thấy rằng là nội soi lồng ngực nó có nhiều lợi ích hơn so với phẫu thuật ngực mở. Le plus important, c'est qu'il y a moins de complications post-opératoires. Lợi ích lớn nhất ở đây đấy là nó có ít các cái biến chứng sau phẫu thuật hơn. Ce qui fait que l'hospitalisation est la plus courte.
bao gồm như là thời gian nằm viện ngắn hơn. Il y a moins de douleurs post-opératoires immédiates. Donc, dans les deux premières semaines post-opératoires, il y a considérablement moins de douleurs. Après, les choses deviennent équivalentes. Và cái cơn đau sau phẫu thuật, cơn đau tức thì sau phẫu thuật thì nó giảm bớt rất là nhiều. Và gần như là từ tuần thứ hai trở đi thì người ta có thể chấp nhận cái cơn đau đấy. Il y a une meilleure préservation de la fonction respiratoire et ça a été prouvé par des tests respiratoires post-opératoires qui sont meilleurs. Và cái việc là bảo tồn cái chức năng hô hấp mà được tốt hơn cũng như là các cái kết quả của các cái test kiểm tra hô hấp, chức năng hô hấp sau phẫu thuật cũng tốt hơn. Il y a moins de pertes sanguines pendant l'intervention chirurgicale. Và mất máu ít hơn trong quá trình phẫu thuật. Réduction de la réaction inflammatoire post-opératoire. Giảm cái phản ứng viêm sau phẫu thuật. Puisque tout ça, il y a moins de inflammation post-opératoire, le drainage thoracique, il est de plus court, moins, donc pas aussi long qu'avant. Avant, on gardait les drains 7 jours, 5 jours, voilà, et plus. Maintenant, parfois, on l'enlève le lendemain de l'opération. Và vì cái phản ứng viêm sau phẫu thuật nó giảm bớt đi thì cái việc mà đặt dẫn lưu lồng ngực sau phẫu thuật nó cũng sẽ giảm đi. Từ trước thì chúng ta có thể phải đặt 7 ngày, 5 ngày sau phẫu thuật, nhưng bây giờ thì có thể là chúng ta đã rút được dẫn lưu ngày hôm sau phẫu thuật rồi. On a vu par ailleurs dans les cours précédents que au jour d'aujourd'hui, on ne met qu'un seul drain, pas deux comme on faisait avant, et que en fait, tous les jours, on évalue si on peut l'enlever. S'il y a moins de 400 millilitres de drainage sur 24 heures et que le drain ne bulle pas, eh bien, on enlève le drain, même le lendemain. Giống như bây giờ chẳng hạn thì chúng ta bỏ được cái dẫn lưu màng phổi sau phẫu thuật rất là sớm, ví dụ như là cái lượng dịch mà dẫn lưu sau phẫu thuật nó ra dưới 400 ml trong vòng 24 giờ và nó không có khí, thì thậm chí là người ta có thể rút cái dẫn lưu luôn hôm sau phẫu thuật. Les temps opératoires, ils sont actuellement comparables. C'est vrai qu'au départ, le temps que les chirurgiens s'habituent avec ces nouveaux techniques, instruments et tout ça, eh bien, c'était beaucoup plus long. Mais maintenant, on a les mêmes temps opératoires, que ce soit en ouvert ou en thoracoscopie. Cái thời gian phẫu thuật thì có thể so sánh như nhau. Hiện tại thì người ta vẫn đang tiếp tục so sánh, nhưng mà cái thời gian sau phẫu thuật tất nhiên nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ, ví dụ như là bản thân kỹ thuật của người người phẫu thuật viên này, rồi các dụng cụ này vân vân. Thì hiện tại thì thời gian của các cái phẫu thuật nội soi lồng ngực và cái phẫu thuật phổi mở thì nó cũng tương đương nhau. Donc moins de douleurs, moins de complications post-opératoires. Et donc une récupération plus rapide du patient. Và ít cái cơn đau sau phẫu thuật hơn, cũng như là ít các cái biến chứng sau phẫu thuật hơn, và vì thế nên thời gian phục hồi của bệnh nhân nhanh hơn. Et donc les patients qui ont un cancer pulmonaire à petites cellules qui vont avoir besoin d'une chimiothérapie post-opératoire, eh bien ils vont mieux accepter cette chimiothérapie puisqu'ils vont être plus en forme. Và với những cái bệnh nhân mà có ung thư phổi không tế bào nhỏ chẳng hạn, sau phẫu thuật người ta cần được hóa trị thì người ta sẽ chấp nhận, tức là người ta đáp ứng tốt hơn với cái việc hóa chất điều trị, bởi vì là người ta khỏe hơn. Une des critiques de cette type de chirurgie, ça a été longtemps le fait qu'elle est beaucoup plus chère. Et ce qui est vrai, elle est plus chère la chirurgie en elle-même. Và một trong những cái vấn đề của liên quan tới các phẫu thuật đấy là nó rất là tốn tiền, thì cái nội soi lồng ngực này nó sẽ làm giảm bớt cái chi phí nằm viện. Parce qu'elle nécessite des instruments spéciaux, la caméra vidéo et puis surtout des agrafeuses parce qu'on peut pas faire ça, c'est beaucoup plus difficile et plus long de faire ça avec des nœuds avec de la ficelle et des nœuds, ce qui serait moins cher. Donc, on a besoin d'avoir des agrafeuses, etc. Donc, ça rend la chirurgie en elle-même beaucoup plus chère. Và những cái nó làm cho cái chi phí nó đắt đỏ đối với phẫu thuật đấy là nó cần những cái dụng cụ đặc biệt, rồi nó cần những cái thiết bị đắt tiền, hoặc là nó cần những cái agrafeuse, tức là dạng như là những cái ghim khâu đặc biệt phẫu thuật đó, vì người ta cũng không muốn mất quá nhiều thời gian và nhiều thứ để thực hiện cái việc khâu đấy, và người ta cần những cái agrafeuse này, và vì thế nên tất cả cái đấy nó làm cho cái chi phí của phẫu thuật rất là tốn tiền. Mais le fait que
le patient va sortir plus vite de l'hôpital, donc l'hospitalisation, elle sera plus courte. En fait, il y a des études qui ont montré que finalement, l'ensemble chirurgie plus hospitalisation est moins cher quand on fait par vidéo que lorsqu'on fait par chirurgie ouverte. Và cái nhưng mà có cái các cái nghiên cứu người ta đã chỉ ra rằng mặc dù là cái chi phí của cái nội soi lồng ngực này nó đắt tiền như thế, nhưng người ta thấy là cái thời gian bệnh nhân nằm viện ngắn hơn, và cho đến cùng thì cái lợi ích mà khi thời gian bệnh nhân nằm viện ngắn hơn này, tổng chi phí nó vẫn vẫn rẻ hơn so với là phẫu thuật lồng ngực mở. Donc, ce n'est pas le coût de la chirurgie qui est moins cher, mais bien le coût de l'hospitalisation qui est réduit. Và không phải là cái chi phí phẫu thuật nó rẻ hơn so với phẫu thuật lồng ngực mở, nhưng toàn bộ cái chi phí, tổng cái chi phí nằm viện thì nó lại thấp hơn so với cái phẫu thuật lồng ngực mở. Une autre critique qui a été longuement persistante a été que à long terme, on ne savait pas, notamment pour les cancers, si les résultats allaient être au moins les mêmes si, entre les deux chirurgies. Và một trong những cái nữa mà người ta còn đang tranh cãi ở đây, đấy là cái tỷ lệ mà tử vong tổng thể sau một thời gian dài, nhất là đối với những bệnh nhân ung thư mà sau một cái phẫu thuật phổi mở hay là phẫu thuật nội soi lồng ngực này, thì người ta vẫn còn đang tranh cãi. Et maintenant, on le sait que la mortalité globale et la récurrence du cancer, elle est au moins la même, sinon meilleure chez les patients opérés par vidéothoracoscopie. Và bây giờ thì người ta thấy là cái tỷ lệ tử vong nền ấy, và cái tái phát của ung thư ở những cái bệnh nhân mà ung thư phổi mà phẫu thuật bằng nội soi lồng ngực có video thì nó thấp hơn. Et enfin, un avantage qui n'a jamais été contesté par personne et qui a d'ailleurs été le moteur, malheureusement au début, le moteur principal de ce type de chirurgie, c'est les résultats cosmétiques. C'est quand même, elles sont quand même meilleures en vidéothoracoscopie qu'en thoracotomie. Và dĩ nhiên là cái lợi ích về về cái kết quả thẩm mỹ thì đối với cái nội soi lồng ngực có video thì nó tốt hơn nhiều so với phẫu thuật phổi mở. Alors, on continue. Quelles sont les limites? Je vous ai dit que tout peut être fait par, toutes les opérations peuvent être faites par thoracoscopie, mais il y a quand même quelques limites. Thế thì lợi ích đã như vậy rồi thì những hạn chế là gì? Dĩ nhiên là tôi đã nói với các bạn là tất cả mọi cái can thiệp chúng ta gần như có thể làm được bằng nội soi lồng ngực, tuy nhiên mọi thứ nó đều có hạn chế. Et la principale limite, c'est l'impossibilité, pour une raison ou pour une autre, de faire une exclusion pulmonaire. C'est-à-dire le poumon n'est pas exclu, donc il va continuer de ventiler. Donc on n'a pas la place pour mettre la caméra et l'instrument à l'intérieur du thorax. Một cái hạn chế đầu tiên ở đây đấy là chúng ta không thể thực hiện cái phẫu thuật cắt phổi còn thông khí, vì là khi chúng ta cắt phổi thì chúng ta không không thể giữ còn thông khí cái đấy được, và khi mà nội soi lồng ngực thì chúng ta cần cái sự thông khí vì chúng ta cần cần bơm cái lồng màng phổi lên để cho bơm cái khoang lồng ngực lên để cho cái camera nó có thể quan sát được. Une autre limite, mais qui est relative, c'est-à-dire, c'est les adhérences pleurales. Alors, c'est les adhérences pleurales quand toute la cavité elle est adhérente. Parfois, on a quelques adhérences pleurales dans la cavité, mais ça ne pose pas un problème. C'est quand on a une symphyse pleurale complète ou en grande partie. Là, c'est une limite à ce type de chirurgie. Thì cái hạn chế thứ hai tất nhiên là nó tương đối thôi, đấy là những trường hợp mà màng phổi nó bị dính, tức là cái màng phổi nó có thể bị dính một phần hoặc hoàn toàn tạo thành những cái khoang, thì nó sẽ hạn chế cho cái việc là thực hiện cái kỹ thuật nội soi lồng ngực này. Tuy nhiên hiện tại thì nó chỉ mang tính chất tương đối vì nó phụ thuộc vào kỹ thuật của phẫu thuật viên. Quelles sont les contre-indications? Parce qu'il y a aussi des contre-indications, c'est-à-dire d'entrée de jeu, on sait que le patient ne peut pas bénéficier de ce type de chirurgie. Thì chống chỉ định là gì? Chống chỉ định tức là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân không thể được hưởng một cái phẫu thuật nội soi lồng ngực này. De toute évidence, la chirurgie sur poumon unique, si le patient a une pneumonectomie de l'autre côté, on ne peut pas exclure le poumon qui présente une lésion, puisqu'il est unique.
Chúng ta không thể thực hiện cái phẫu thuật trên những cái bệnh nhân mà còn phổi duy nhất, bởi vì bệnh nhân có thể là bệnh nhân đã cắt một cái phổi kia rồi, hoặc là cái phổi kia nó có vấn đề và bệnh nhân chỉ còn một phổi duy nhất để thở, thì chúng ta không thể thực hiện cái kỹ thuật nội soi lồng ngực video này trên bệnh nhân có phổi duy nhất như vậy. Une autre contre-indication, c'est l'insuffisance respiratoire, surtout l'insuffisance respiratoire qui est incompatible avec la ventilation unipulmonaire. Thứ hai là những trường hợp mà suy hô hấp không tương thích với những cái thông khí qua một phổi. Alors, pareil, ce n'est pas indiqué de faire ce type de chirurgie quand l'anesthésiste ne connaît pas très très bien quelles sont les spécificités de ce type de chirurgie. Par exemple, il ne sait pas faire l'intubation sélective. Hoặc là trong những trường hợp mà chúng ta không có sẵn cái bác sĩ, không có sẵn bác sĩ gây mê chuyên về lồng ngực, ví dụ, hoặc là người ta không có hiểu rõ về cái phẫu thuật này, ví dụ như là người ta không thể sử dụng cái nội khí quản hai nòng. Alors aussi, on l'a mentionné avant, les adhérences très serrées, c'est quand il n'y a vraiment pas la place pour même pas mettre un petit peu la caméra pour essayer de commencer un petit dissection. Donc quand les adhérences sont très serrées, il peut y en avoir, notamment dans les pays où il y a encore beaucoup de tuberculose, eh ben, c'est une contre-indication, on ne peut pas faire. Thứ nữa là điều mà chúng ta đã nói rồi, tức là trường hợp mà màng phổi nó bị dính quá nhiều, thì tức là màng phổi nó dính nhiều quá, nó không thể tạo ra đủ không gian để trong cái camera siêu nhỏ như vậy chúng ta đưa vào trong khoang màng phổi, và vì thế chúng ta không thể bắt đầu cái cuộc phẫu thuật nội soi lồng ngực này được. Ví dụ như trong những trường hợp mà ở những đất nước mà nhiễm lao chẳng hạn, cái dịch do lao này nó quá vách hóa chẳng hạn. Alors, un autre problème peut être celui de l'espace. Et je pense là notamment aux plèvres qui sont cloisonnées. Ça peut arriver dans le mésothélium ou dans d'autres situations. La poche pleurale, elle est tellement petite et on sait que le reste de la plèvre est collé et la poche est petite, tellement petite qu'on n'a pas la place de mettre et la caméra et les instruments et avoir une triangulation pour pouvoir travailler. Hoặc là trong những trường hợp có vấn đề về không gian chẳng hạn, tức là ví dụ như là khi mà cái khoang lồng ngực, cái khoang màng phổi nó quá hẹp, nó quá nhỏ, ví dụ như trong những trường hợp mà dịch nó bị dính vách, hoặc là trong những trường hợp mà có ung thư biểu mô màng phổi, và vì thế nên là cái khoang màng phổi nó bị hẹp lại, không đủ không gian để chúng ta đưa camera hay là các cái dụng cụ vào để nội soi màng phổi, thì nội soi lồng ngực thì chúng ta không thể thực hiện cái kỹ thuật này. Différentes découvertes pendant l'opération qui empêche de continuer l'opération en mini-invasive. Et je pense là, par exemple, à un poumon qui n'a pas de scissure, donc la scissure, elle est complète. Donc, le fait de trouver les artères, il est très, très compliqué. Hoặc là có những cái phát hiện mới trong quá trình phẫu thuật, ví dụ như là cái phổi nó không có rãnh liên thùy chẳng hạn, hoặc là cái rãnh liên thùy nó bị mất hoàn toàn, và vì thế nên là cực kỳ khó để chúng ta xác định được cái khoảng phân chia, ví dụ như các động mạch phổi. Et puis une contre-indication qui persiste malgré, et ça persiste de manière historique parce que longtemps on s'est dit que bon, le curage ganglionnaire, il est difficile de faire par vidéo et donc il y avait une réticence par rapport au cancer et aux résultats à long terme du cancer. Donc du coup, même maintenant, de principe, on ne fait pas de vidéothoracoscopie chez les patients qui ont cancer pulmonaire primitif avec des ganglions, que ce soit médiastinaux ou hilaires. Tức là những cái chống chỉ định về mặt nguyên tắc chẳng hạn, ví dụ những cái trường hợp mà hạch trung thất hoặc hạch rốn phổi mà đã dương tính với ung thư phổi không tế bào nhỏ mà có thể phẫu thuật, có thể cắt bỏ được. Notamment les ganglions hilaires, le N1, comme en fait les ganglions sont entre les bronches et les artères, ça peut rendre les dissections dangereuses quand on les fait par thoracoscopie. Ví dụ như trong những trường hợp mà có hạch ở rốn phổi ở N1 chẳng hạn, tức là nó ở cái vị trí mà giữa rốn phổi và gần các mạch máu lớn, thì nó rất là khó và nguy hiểm khi chúng ta thực hiện cái nội soi lồng ngực như này. Donc ça représente toujours une contre-indication. Néanmoins, dans les centres qui ont beaucoup d'expérience dans ce type de chirurgie, parfois on dit je vais commencer en thoracoscopie et puis je vais voir si la dissection elle se passe plutôt bien,
on va continuer en thoracoscopie, sinon je vais convertir. Et donc, on prévient le patient. Thì đấy là tất cả những cái chống chỉ định. Tuy nhiên thì nó phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Ví dụ như phẫu thuật viên người ta thấy rằng là người ta có thể thực hiện được nội soi lồng ngực ở những trường hợp ở bệnh nhân như thế này, thì người ta sẽ cân nhắc việc là nếu tất cả thuận lợi thì ta sẽ tiếp tục cái nội soi lồng ngực này, còn nếu không thì ta sẽ trao đổi với bệnh nhân để chuyển sang phương pháp khác. En revanche, si on n'a pas d'expérience dans la chirurgie mini-invasive, on va pas faire ça, on va pas faire ce type de chirurgie quand on voit qu'il y a des ganglions. C'est beaucoup mieux de faire une ouverture comme dans le temps. Tuy nhiên thì đối với những cái ung thư phổi không tế bào nhỏ như thế này, những trường hợp mà có hạch ở trung thất hoặc hạch rốn phổi thì tốt hơn là chúng ta, tức là những cái phẫu thuật phổi mở nó sẽ giúp đánh giá tốt hơn. Voilà. Quelles sont les complications qui peuvent apparaître pendant ce type de chirurgie? Ça a été d'ailleurs les complications, et notamment les complications hémorragiques, ont été longtemps une hantise pour ce type de chirurgie. Tiếp theo là những cái biến chứng liên quan tới phẫu thuật. Ví dụ như là những cái biến chứng liên quan tới chảy máu trong phẫu thuật chẳng hạn. Mais il n'y a pas que des complications chirurgicales, il y a aussi des complications de l'anesthésie. Và không chỉ đơn thuần là những cái biến chứng liên quan tới phẫu thuật mà còn có các biến chứng liên quan tới quá trình gây mê. Puisque on a obligatoirement besoin d'une intubation sélective et que les bronchocates, donc des sondes d'intubation sélective, elles sont plus grosses que les sondes d'intubation normales, il y a un risque de lésion des bronches et de la trachée. Chúng ta bởi vì sao? Vì chúng ta cần một cái nội khí quản hai nòng, và cái nội khí quản đấy thì cái đầu nội khí quản, cái đầu sông đấy nó có kích thước lớn hơn nhiều so với cái nội khí quản bình thường mà chúng ta đặt, và vì thế nên nó có cái nguy cơ là nó gây tổn thương cho cái khí phế quản nơi mà chúng ta đặt cái sông này. Et ça peut être d'autant plus vrai au Vietnam, où les gens sont un petit peu plus petits en général, et en tout cas très minces, mais ce n'est pas une question de poids, mais c'est surtout une question de taille. Et donc, moi, je me rappelle, une fois, on voulait opérer une jeune patiente, et elle était tellement petite qu'on n'avait pas de sonde d'intubation sélective pour elle. Ça n'existait pas. Ah si, on peut avoir, mais il faut avoir accès au matériel pour la pédiatrie, et ça, on ne l'a pas dans tous les hôpitaux, quoi. Ouais, c'est ça. Madalena có nói là chính vì cái việc này, nên là ví dụ như bài cũng không biết là ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà đấy, ví dụ như đối với người Việt Nam nói chung chẳng hạn, thì chúng ta có cái khuôn hình rất là nhỏ, là khuôn hình nhỏ hơn, và vì thế nên nó sẽ liên quan tới cái vấn đề là cái kích thước của cái sông nội khí quản selective này, đây là nội khí quản hai nòng mà chúng ta lựa chọn này. Thì Madalena cũng đã có một bệnh nhân mà chỉ định nội soi lồng ngực như thế này, nhưng mà bệnh nhân đấy thì có hình thể cũng khá là nhỏ, và người ta không thể lựa chọn được cái kích thước sông nào nhỏ để tương ứng cho bệnh nhân này, cho nữ bệnh nhân đấy, và vì thế nên cô ấy đã không thể thực hiện cái kỹ thuật này. Tất nhiên là người ta sẽ xem xét, nhưng mà ví dụ người ta có thể cân nhắc việc sử dụng một cái nội khí quản hai nòng của Nhi chẳng hạn để đặt cho bệnh nhân, nhưng mà không phải là bệnh viện nào cũng có cái khoa Nhi mà có cái nội khí quản hai nòng này để đặt. Une autre complication, c'est quand la sonde bouge pendant l'opération et qu'on perd l'exclusion. Và biến chứng thứ hai đấy là khi mà cái sông này nó di chuyển, cái nội khí quản hai nòng này nó di chuyển trong cái quá trình phẫu thuật. C'est pour ça que pour éviter de faire une thoracotomie, donc de convertir le patient, il faut avoir un fibroscope qui permettra aux anesthésistes de contrôler la sonde et de la repositionner pendant l'opération. Và đấy là lý do mà người ta cần thiết phải đặt cái nội khí quản hai nòng này dưới hướng dẫn của nội soi, tức là người ta phải có một cái nội soi để kiểm soát là cái nội khí quản hai nòng này nó đặt ở vị trí đúng, và nó đảm bảo là không có cái thay đổi trong cái quá trình phẫu thuật. Une autre complication, c'est le réflexe de la toux, parce que quand on touche les bronches, ça peut provoquer un réflexe de toux au patient. Donc, c'est pour ça que c'est important à ce que les patients soient bien curarisés et qu'on
il faut monitorer la curarisation du patient pour ne pas avoir des réflexes de toux. Một cái biến chứng nữa đấy là phản xạ ho của bệnh nhân, bởi vì tất cả những cái mà chúng ta đưa vào đây thì nó can thiệp vào cái lòng phế quản của bệnh nhân và nó có thể kích thích tạo cái phản xạ ho này của bệnh nhân. En revanche, quand on fait une bonne curarisation, on peut avoir des problèmes d'hypotension. Và khi mà một cái nữa là ngay khi chúng ta làm tốt tất cả những cái phần kia rồi thì nó vẫn có thể có cái biến chứng như là nó làm hạ huyết áp. Et donc, ça peut être dangereux pour les patients, par exemple, qui ont de l'athérosclérose et donc des vaisseaux qui sont moins élastiques. Ví dụ như những cái trường hợp nó sẽ nguy hiểm trong những trường hợp ví dụ như là những bệnh nhân mà bản thân người ta có cái hệ thống mạch máu không quá tốt chẳng hạn, không không quá có hệ thống nó không quá mềm mại và không quá quá đàn hồi chẳng hạn. Ví dụ như những bệnh nhân bị xơ cứng bì chẳng hạn. Un autre problème qui arrive heureusement exceptionnellement rare, mais ça peut arriver, c'est l'arrêt cardiaque pendant l'opération. Alors, quand on est en thoracoscopie avec le thorax fermé et le patient il est sur le côté, il n'est pas sur le dos, le massage cardiaque il est difficile, c'est-à-dire, eh bien, c'est compliqué parce qu'il faut retourner le patient sur le dos. On ne peut pas mettre en chirurgie ouverte, on met tout de suite la main sur le cœur et on fait un massage cardiaque. Alors qu'en thoracoscopie, c'est un problème, c'est une complication réelle, enfin encore plus grave qu'en thoracotomie. Thì mình xin lỗi là cái phần phía trước mà người ta nói là cái mạch máu nó không được đàn hồi đó, thì đấy là trong trường hợp mà mạch máu nó bị sơ hóa hoặc nó bị vô hóa chứ không phải là trong sơ cứng bì. Mình xin lỗi. Một cái biến chứng nữa là rất là hiếm gặp thôi đấy là ngừng tim chẳng hạn. Thì bài có nói là nó rất là hiếm, tuy nhiên thì đối với những trường hợp mà nội soi lồng ngực có video này, tức là chúng ta làm trong một cái nội soi lồng ngực kín, thì bệnh nhân sẽ không phải là ở tư thế hoàn toàn nằm ngửa, chúng ta không phải lúc nào ở tư thế nằm ngửa, bệnh nhân có thể nằm nghiêng một bên, và trong cái trường hợp đấy thì nếu bệnh nhân có biến chứng ngừng tim thì cái việc mà ép tim nó sẽ rất là khó khăn hơn là so với cái việc phẫu thuật lồng ngực mở, bởi vì mình sẽ phải lật bệnh nhân về nằm ngửa, sau đấy thì chúng ta mới ép tim, và như thế thì rất là phiền phức. Tất nhiên là cái biến chứng này nó ít gặp thôi, nhưng mà nếu mà xảy ra thì nó sẽ tệ hơn so với phẫu thuật lồng ngực mở. Un autre problème, c'est parce que parfois, on peut utiliser de l'insufflation par du CO2 à l'intérieur du thorax pour créer un espace de travail plus important. Et quand on utilise de l'insufflation de CO2, il faut faire très attention de ne pas dépasser 10 mm mercure. En général, on reste aux alentours de 6-8 mm mercure. Parce que si on fait trop de pression dans le thorax, le retour veineux est diminué. Et donc, on peut désamorcer la pompe cardiaque, on peut faire un arrêt cardiaque à cause de ça. Thì mọi người chú ý là cái phẫu thuật lồng ngực này là chúng ta sẽ phải bơm CO2 vào trong lồng ngực để cái lồng ngực nó căng phồng lên để cho camera nó quan sát được. Thì mình chú ý là khi mà bơm CO2 như vậy thì cái chúng ta bơm CO2 thì cái áp lực nó phải dưới 10 mm thủy ngân. Thông thường thì người ta chỉ đặt khoảng 6 cho tới 8 mm thủy ngân thôi. Bởi vì sao? Vì khi mà bơm cái áp lực trong lồng ngực nó quá lớn thì nó sẽ làm giảm cái máu trở về tim, và đấy chính là một trong những căn nguyên nó có thể gây ra ngừng tim. Alors, en dehors des complications de l'anesthésie, que vous avez vu qu'elles ne sont pas anodines, elles peuvent être nombreuses, il y a aussi des complications chirurgicales. Và một trong những cái đấy là những cái biến chứng thuộc về gây mê, thì mình có thể thấy ít thôi, nhưng mà những cái biến chứng mà chúng ta sẽ gặp nhiều hơn đấy là những cái biến chứng liên quan tới phẫu thuật. Et la plus grosse hantise, c'est l'hémorragie, parce que ça peut être important. Déjà dans le thorax, comme les vaisseaux sont gros, les hémorragies sont en général assez importantes. Et en plus, le thorax est fermé, donc le temps d'ouvrir tout ça, ça fait perdre encore plus de sang. Một trong những cái biến chứng nhiều nhiều và hay gặp đấy là chảy máu, và đôi khi có thể chảy máu khá là nhiều, bởi vì là những cái mạch máu ở trong lồng ngực ấy thì nó khá là lớn. Và nó khá là lớn là thứ nhất, thứ hai đó là các cái phẫu thuật đấy nó có thể ảnh hưởng đến các mạch máu, và thứ nữa là lồng ngực nó kín, thế nên là khi mà chảy máu thế thì có thể là nó sẽ chảy máu nhiều và chúng ta không có nhận biết được ngay. Une autre complication, c'est les fuites aériennes persistantes. Pourquoi? Parce que quand on coupe dans le parenchyme pulmonaire, bon, comme c'est un ballon, hein, donc on coupe dans le poumon, il peut y avoir des fuites. Et à la fin de l'opération, en général, on contrôle ces fuites. On va comment? On va mettre de l'eau dans le thorax et puis on demande à l'anesthésiste de ventiler et puis on voit s'il y a des bulles d'air qui s'échappent du poumon.
Et en vidéothoracoscopie, comme le thorax il est fermé, on a moins de place à l'intérieur quand le poumon ventile. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour contrôler les fuites de cette manière-là. Biến chứng thứ hai mà có thể gặp đấy là những cái giò và đường thở dai dẳng, bởi vì tại vì nó rất là khó để kiểm soát do là cái diện của phẫu trường nó nhỏ. Vì thông thường là ví dụ như trong trường hợp chúng ta can thiệp vào nhu mô phổi chẳng hạn, ví dụ có kén khí, chúng ta cắt cái kén khí đấy chẳng hạn, thì sau đấy thì mình sẽ phải kiểm soát là nó có giò ra không. Thì bình thường ví dụ như trong phẫu thuật phổi mở thì người người bác sĩ gây mê người ta sẽ cho thông khí lại cái phổi đấy để xem là nó có giò ra đấy không. Thì đối với cái phẫu thuật phổi mở thì cái diện nó rất rộng để mình nhìn thấy được, nhưng đối với cái nội soi lồng ngực video này ấy, thì cái diện phẫu trường nó rất là nhỏ, vì thế mình rất là khó để quan sát thấy rằng là nó có giò giò thật không hay giò nhiều hay không đó. Alors, les fuites aériennes, ce n'est pas grave, mais c'est important parce que ça fait perdre le bénéfice de prix de la chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire, je vous ai expliqué que la chirurgie mini-invasive, elle est moins chère parce que l'hospitalisation est plus courte. Mais si à cause des fuites aériennes, l'hospitalisation se prolonge, ben, on a perdu le bénéfice. D'accord. Thì thường là cái giò khí này nó không quá nghiêm trọng, nhưng mà nó quan trọng bởi vì sao? Vì nó làm mất đi cái lợi ích của cái phẫu thuật lồng ngực xâm lấn tối thiểu này. Vì như là tôi đã nói với các bạn rồi, tức là cái phẫu thuật xâm lấn tối thiểu này thì nó làm giảm cái thời gian bệnh nhân nằm viện, nhưng vì là nó cứ còn hoài cái quá trình giò khí này nên nó kéo dài thời gian nằm viện, và dĩ nhiên thì nó mất đi cái lợi ích đấy. Et aussi, et peut-être même en premier lieu, pour le patient lui-même, parce que le patient, globalement, il n'a rien, il est en bon état, il n'a pas de la fièvre, il ne tousse pas, etc. Il a juste un drain dans le thorax et il attend à ce que le poumon s'arrête de buller. Donc, c'est toujours long et pénible. Donc, c'est très important de bien traiter les fuites aériennes et de ne pas les laisser non traitées. Và đấy, đối với bệnh nhân thì người ta có thể là chúng ta đã làm tốt mọi thứ rồi, tức là ví dụ như là kiểm soát phẫu thuật tốt này, rồi thể trạng của bệnh nhân tốt này, vân vân, nhưng mà vì là có cái giò khí này nên là bệnh nhân cứ phải giữ lại cái sông dẫn lưu ở lồng ngực để dẫn khí ra, và bệnh nhân thì người ta không biết gì cả, thế nên là nó sẽ rất là tệ nếu mà mình không có kiểm soát từ trước cái này, và sau đấy thì nó sẽ kéo dài thời gian nằm viện của bệnh nhân. Un autre problème peut être l'atélectasie post-opératoire. Pourquoi? Parce que normalement, à la fin d'une intervention chirurgicale, on va reventiler le poumon et on va lever toutes les zones d'atélectasie. Seulement que lorsque le thorax est fermé et que nous, on est avec une caméra vidéo et le poumon commence à ventiler, on ne voit plus très bien partout. Donc, il peut rester des zones d'atélectasie qu'on n'a pas vues. Một cái biến chứng nữa có thể gặp đấy là xẹp phổi, bởi vì bình thường là như thế này, bởi vì sau phẫu thuật xong thì chúng ta sẽ phải tái thông khí phổi để chúng ta quan sát xem là cái phổi nó đã được nở ra tốt chưa, và chúng ta phát hiện những cái vùng phổi xẹp để khắc phục. Tuy nhiên thì vì là đây là nội soi lồng ngực tối thiểu nên là cái diện quan sát, cái diện phẫu trường nó không được đủ rộng, và chúng ta quan sát qua một cái camera siêu nhỏ nên là nó sẽ có những cái vùng phổi không được tái đầy đủ mà chúng ta không quan sát được. L'embolie gazeuse, c'est une complication qui fait peur quand on met on insuffle du CO2 dans le thorax. Mais en fait, de fait, c'est une complication excessivement rare, très très rare. Ce n'est pas vraiment un problème, et ça ne peut apparaître que lorsqu'on fait une lésion d'un gros vaisseau et notamment d'un vaisseau veineux plutôt que artériel, parce que justement, il faut que la pression dans le vaisseau soit petite pour que l'air puisse, enfin, le CO2 puisse rentrer dans le vaisseau. En général, quand on coupe un vaisseau, c'est le contraire qui se passe. C'est le sang qui sort du vaisseau, c'est pas l'extérieur qui est aspiré dans le vaisseau. Mais quand on a une pression, ça peut arriver. Thứ nữa là cái biến chứng có thể gặp đấy là thuyên tắc mạch do khí. Thì thông thường thì cái thuyên tắc mạch do khí này là do nó bị lọt cái khí trong quá trình phẫu thuật vào trong mạch máu, và thường thì nó là ở các mạch mạch lớn, và thường thì nó gặp ở tĩnh mạch nhiều hơn là động mạch, bởi vì cái áp lực trong trong động mạch nó lớn hơn đó. Tuy nhiên thì thực sự thì nó là một cái biến chứng rất rất là hiếm gặp, rất là hiếm gặp, và thường thì nó có thể khắc phục được dần dần, nhưng mà nó rất là hiếm. Moi, j'utilise du CO2 pour mes opérations par vidéo thoracoscopie et je peux vous assurer qu'à chaque fois que j'ai eu un accident vasculaire, le sang quand même est sorti du vaisseau. Donc, ça ne marche pas dans le sens inverse, malheureusement.
Thực chất thì khi mà tôi phẫu thuật chẳng hạn thì cũng cũng bơm cái CO2 lên để làm căng giãn các lồng ngực, và khi mà có tức là khi mà bơm lên như thế thì thường là cái mà nó thoát ra khỏi lòng mạch lại là tức là nó bị bệnh nhân bị chảy máu, chứ không phải là tức là máu nó thoát ra khỏi lòng mạch, và vì thế khí nó rất là khó để đi vào lòng mạch được. Alors, un autre problème qu'il faut discuter avec le patient et prévenir le patient, c'est les douleurs post-opératoires. Les patients arrivent souvent avec l'idée, ou quand on leur dit qu'on va les opérer par thoracoscopie, ils se font à l'idée qu'ils ne vont pas avoir mal. Mais non, malheureusement, on va avoir mal et la douleur pour ce patient-là sera sa douleur à lui, puisqu'il ne va pas pouvoir comparer. Qu'est-ce que ça donne la thoracoscopie et qu'est-ce que ça donne la thoracotomie, puisqu'il ne peut pas avoir les deux, c'est soit l'une, soit l'autre. Donc, il faut leur dire que quand même, malheureusement, ils vont avoir mal, parce que on voit que souvent, quand on ne leur dit pas ça, ils sont surpris et déçus après l'opération et ils vivent ça très mal. Alors que si on leur dit, si on les prévient, ben, ils comprennent et ça se passe beaucoup mieux. Và một cái biến chứng nữa đấy là cái đau sau phẫu thuật. Cái này thì chắc chắn là các bạn phải giải thích cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật để người ta hiểu, bởi vì rõ ràng là cái nội soi lồng ngực này nó đỡ đau hơn so với phẫu thuật phổi mở, nhưng nó vẫn cứ đau, và bệnh nhân thì người ta không thể so sánh là cái nào đau nhiều hơn, nội soi lồng ngực tối thiểu này hay là phẫu thuật lồng ngực mở thì đau nhiều hơn, bởi vì người ta không thể thực hiện cả hai cái cùng một lúc để so sánh được. Và nếu mà người ta cứ lý tưởng rằng là người ta cứ nghĩ rằng là cái phẫu thuật nội soi lồng ngực này nó sẽ không đau thì đến khi mà phẫu thuật xong nó đau thì người ta sẽ rất là bất ngờ là thứ nhất, thứ hai là người ta sẽ bị thất vọng về cuộc phẫu thuật này, và vì thế nên người ta lại càng cảm thấy đau hơn. Thế nên nếu mà mình giải thích tốt cho người ta hiểu trước phẫu thuật thì người ta sẽ hiểu tốt, người ta chấp nhận cái việc đấy, thì sau phẫu thuật mình tức là sau phẫu thuật nếu có đau thì người ta dễ chấp nhận hơn, và cái cơn đau đấy nó dễ kiểm soát hơn. Et parce que pendant l'opération, on a au moins quatre orifices de trocar. Et donc, ces orifices de trocar, je vais vous montrer des photos tout à l'heure, et bien, ils vont comprimer pendant 3 heures les nerfs intercostaux. Donc, on sait que ce type de chirurgie, non seulement elle fait mal, mais elle peut prédisposer à des douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui durent, qui persistent au-delà de 2 ans après l'intervention chirurgicale. Thế thì khi mà phẫu thuật này thì chúng ta sử dụng khoảng 4 cái thô ca để đi qua các cái khoang liên sườn, và nó mất trong khoảng 3 giờ đồng hồ, vài giờ đồng hồ chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái cơn đau sau phẫu thuật, và thường các cái cơn đau sau phẫu thuật này nó mãn tính. Lát nữa thì tôi sẽ chỉ cho các bạn nhìn thấy trên hình ảnh các thô ca này. Voilà, alors du coup se pose la question comment protéger les nerfs intercostaux pour ne pas trop les irriter. Et donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Thế thì làm thế nào để bảo vệ các cái dây thần kinh liên sườn trong cái quá trình phẫu thuật? Bởi vì là các cái phẫu thuật này nó xâm lấn vào các khoang liên sườn. On va déjà poser un bio sur le thorax ou casser la table opératoire au niveau du thorax pour essayer d'ouvrir le maximum possible les espaces intercostaux. Chúng ta sẽ sử dụng các cái gối kê ở phía dưới lồng ngực để tức là để định vị cái vị trí lồng ngực của bệnh nhân, cũng như là làm cho các cái khoang liên sườn nó mở rộng ra hết mức. Après, on va essayer, dans la mesure du possible, de placer les trocars à la partie antérieure de l'espace intercostal, celle qui est plus grande. C'est, les espaces intercostaux sont plus grands, plus ouverts devant qu'en arrière. Và chúng ta sẽ để những cái thô ca này ở vị trí mà thuộc về phía phần trước của khoang liên sườn, bởi vì cái vị trí phần trước của khoang liên sườn đấy thì nó rộng hơn, và vì thế nên là nó dễ để thô ca hơn. On va essayer, dans la mesure du possible, d'utiliser les instruments les plus fins qu'on a. Và chúng ta sẽ xem xét sử dụng các cái dụng cụ nó thanh mảnh thôi. Et en tout cas, mettre les gros instruments en avant et les instruments fins en arrière. Và chúng ta thường là sẽ sử dụng các cái dụng cụ mà nó to hơn ở phía trước, và những cái dụng cụ mà nó nhỏ hơn thì ở phía sau. Après, il y a aussi des instruments qui sont courbe, ce qui permet à ne pas forcer au niveau de l'espace intercostal quand on veut aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc on force souvent dans l'espace intercostal, alors que si l'instrument est courbe, eh bien on ne force plus. Chúng ta sẽ sử dụng những cái dụng cụ nó có
cong, tức là cái dụng cụ cong để khi mà chúng ta cần là xoay trái xoay phải thì nó không có quá xâm, tức là nó không có quá ảnh hưởng đến các khoang liên sườn. Bởi vì đối với dụng cụ cong đấy thì khi chúng ta chỉ cần di động rất nhỏ thôi nó đã đỡ hơn so với các dụng cụ thẳng rồi. Pareil pour les instruments flexibles, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des caméras vidéo flexibles, par exemple, comme un fibroscope, le même mécanisme, simplement que c'est une caméra vidéo qui fait 10 mm de diamètre et qui rentre dans un thorax. Chúng ta sẽ sử dụng các cái dụng cụ một cách tức là dụng cụ nó mềm mại linh hoạt thôi. Ví dụ như các bạn khi các bạn nội soi chẳng hạn, nó cùng một cơ chế nên khi các bạn di chuyển các cái ống nội soi chẳng hạn thì các cái dụng cụ linh hoạt đấy nó sẽ dễ dễ chịu hơn cho bệnh nhân. Il y a aussi des instruments, pas que la caméra, mais des instruments aussi. Les instruments les plus célèbres, entre guillemets, c'est les instruments robotiques, hein, qui ont 7 degrés de liberté. Mais même pour la chirurgie thoracoscopie classique, il y a des instruments, flexibles. Và giống như là khi mà chúng ta sử dụng các camera nó linh hoạt chẳng hạn thì nó có các cái dụng cụ có các cái dụng cụ của phẫu thuật cũng rất linh hoạt, ví dụ trong trường hợp chúng ta sử dụng robot phẫu thuật chẳng hạn thì nó cũng tương tự như vậy. Và giống như trong các cái phẫu thuật nội soi khác cũng thế, thì các cái dụng cụ linh hoạt mềm mại này nó tốt hơn. Alors, comment on installe le patient? Maintenant, on va rentrer dans la chirurgie elle-même. Et donc, je vais vous montrer en quelques images comment on fait. Je sais qu'il n'y a pas que des chirurgiens parmi vous, donc on ne va pas rentrer dans les grands détails, mais juste pour que vous ayez une idée de comment ça se passe. Thế chúng ta sẽ chuẩn bị bệnh nhân như thế nào? Tất nhiên là giống như các cuộc phẫu thuật thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị bệnh nhân, nhưng mà tôi biết là ở đây không phải là chỉ có bác sĩ phẫu thuật chỉ không không phải chỉ có các bác sĩ phẫu thuật ở đây. Thế nên là tôi sẽ giới thiệu một số hình ảnh để cho các bạn có một số cái ý tưởng ban đầu về cái việc là phẫu thuật như thế nào và chuẩn bị bệnh nhân như thế nào. Alors, donc, le patient, le plus souvent, il est installé comme ici à gauche, dans ce qu'on appelle une position postérolatérale. Ça, c'est une vue d'en haut et ça, c'est une vue postérieure avec, vous voyez, un billot sous le thorax, comme on a dit. Thì thường là cái tư thế của bệnh nhân sẽ giống như cái hình ở bên bên trái của các bạn đây, tức là người ta gọi là cái tư thế nghiêng, tức là tư thế sau bên đó. Thì ví dụ như là đây là cái mặt mà chúng ta sẽ nhìn từ phía trên, phía trên cao, và còn cái phần ảnh ở phía giữa này, tức là khi mà chúng ta nhìn ở phía sau, thì bệnh nhân sẽ được nằm nghiêng nghiêng bên như này và với một cái gối kê ở phía dưới lồng ngực như là chúng ta đã nói lúc trước. Le patient est comme s'il dormait sur le côté et il faut le fixer, voyez, avec une sangle et puis protéger les points d'appui. Thì khi mà bệnh nhân nằm nằm nghiêng như thế này, nằm nằm nghiêng bên như thế này thì bệnh nhân sẽ có một cái sang chải để phủ lên bệnh nhân và bệnh nhân sẽ có một cái gối kê ở giữa hai chân. Ce qui est important dans cette installation, c'est de avoir le bras qui est du côté de l'opération, il est pendant, il est laissé libre, libre, il va pendre de manière libre et non soutenu par devant le patient, vous voyez comme ça. Và chú ý ở đây là cái cánh tay mà bên bên lồng ngực phẫu thuật ấy, thì vì là nó tự do như thế này, cái cánh tay bên lồng ngực phẫu thuật tự do như thế này nên là các bạn sẽ phải sắp xếp để cái cánh tay này nó vòng qua bệnh nhân như thế này. Alors, la position latérale, elle ressemble beaucoup à la position postérolatérale, mais la chose qui change, c'est la façon dont on va fixer le bras. Thế thì cái tư thế mà nằm nghiêng sau bên này này là một trong những cái tư thế mà rất là phổ biến, thì cái cánh tay này chúng ta cố định thì cái cánh tay mà tự do của bệnh nhân này này thì chúng ta phải cố định lại cho bệnh nhân. Le bras sera donc fixé sur un appui à 90 degrés par rapport au thorax, ce qui va faire que les incisions, elles seront beaucoup plus axillaires que dans cette installation postérolatérale où ils seront plutôt postérieurs. Thì cái chỗ mà cánh tay mà chúng ta cố định cho bệnh nhân này nó phải cao ở, nó phải tạo ra cái góc 45 độ, bởi vì là nó giúp làm cho cái phần tư thế mà chúng ta phẫu thuật tốt hơn, và nó cái cánh tay này phải cố định tiến về phía trước chứ không phải về phía sau. Et donc, ça c'était pour des opérations au niveau du poumon. Donc, ce que je vous ai montré ici, c'est surtout des accès au niveau du parenchyme pulmonaire. Pas seulement, mais notamment. Thì đây là cái tư thế mà liên quan tới phần các cái phẫu thuật liên quan tới nhu mô phổi. Tất nhiên nó không phải chỉ có cái tư thế này, nhưng đây là cái tư thế mà hay gặp.
Et aussi, on peut accéder plus facilement comme ça le médiastin postérieur. Và tương tự như vậy thì với cái tư thế này chúng ta cũng xem à, chúng ta cũng thăm dò được tốt hơn đối với những trường hợp trung thất sau. Quand on veut accéder au niveau du médiastin antérieur, notamment pour le thymus. Và đây đối với trường hợp mà chúng ta muốn thăm dò và những trường hợp mà các cái tổn thương nó nằm ở phía trung thất trước, nhất là tuyến ức. Il y a deux façons de faire, soit un décubitus dorsal à 30 degrés. Voyez, le patient, il est un tout petit peu tourné sur un côté ou sur un autre. Hein. Ici, c'est pour aller par la gauche. Si on veut aller par la droite, on fait exactement l'inverse. Thì đối với trường hợp thăm dò này thì chúng ta có hai tư thế. Thứ nhất là tư thế nằm ngửa nhưng mà nghiêng 30 độ. Tức là các bạn thấy đây là bệnh nhân hơi nghiêng một chút xíu khoảng 30 độ. Thì chúng ta có thể đi vào cái đường thăm dò phía bên trái này. Đối với những trường hợp mà chúng ta vào từ đường bên trái thì bệnh nhân sẽ nghiêng cái mặt trái lên trên như này. Còn những trường hợp mà các bạn muốn đi vào từ đường bên phải thì chỉ việc cho bệnh nhân nằm ngược lại. Mais aussi comme le thymus il est au milieu et en avant, on peut aller par voie succifoïdienne, donc on passe directement en succifoïdien, directement en dessous du sternum. Et donc pour ça, le patient il est installé comme ça sur le dos. Et le patient, le chirurgien, il se situe ici entre les jambes du patient pour pouvoir accéder directement par voie succifoïdienne sous le sternum. Và trong những trường hợp mà các cái tổn thương trung thất trước hoặc là tuyến ức này nó nằm ở vị trí chính giữa thì chúng ta sẽ có thể thăm dò bằng cái đường mà đi ở phía dưới của xương ức. Và vì thế nên bệnh nhân sẽ nằm ở tư thế nằm ngửa như thế này và người phẫu thuật viên người ta có thể đứng ở giữa hai chân của bệnh nhân và tiến hành đường thăm dò. Alors, quelle est la disposition opératoire dans la salle opératoire? Eh bien, l'anesthésiste il est à la tête du patient et le chirurgien il est très souvent dans le dos du patient comme en chirurgie ouverte. Thế thì các cái vị trí trong phòng phẫu thuật thì như thế nào? Thì người bác sĩ gây mê người ta sẽ thường là đứng ở vị trí đầu của bệnh nhân và người bác sĩ phẫu thuật thì người ta thường sẽ đứng ở phía sau lưng của bệnh nhân giống như trong can thiệp phẫu thuật lồng ngực mở. L'aide opératoire il est du côté opposé du chirurgien avec l'instrumentiste. Người phụ mổ thì sẽ đứng ở bên đối diện đối với người phẫu thuật chính và bên cạnh đấy là người phụ mổ cụ. Ce qui est important dans la chirurgie thoracoscopie, c'est que c'est le nombre d'écrans qu'il y a dans la salle. Il faut avoir au moins minimum deux écrans, c'est-à-dire un d'un côté et de l'autre, et l'autre de l'autre côté, voire plusieurs écrans. L'idéal, c'est que chaque membre de l'équipe opératoire ait son propre écran, même l'anesthésiste, comme ça, chacun peut suivre l'intervention chirurgicale facilement. Sans être obligé de avoir la tête tournée. Thì cái điều quan trọng ở đây trong phòng phẫu thuật đấy là phải có nhiều màn hình để theo dõi. Thì thông thường tốt nhất là phải có ít nhất hai màn hình, một màn hình dành cho người phẫu thuật viên và một màn hình dành cho bên còn lại. Và thông thường thì nếu mà tốt hơn nữa thì là phải có một màn hình dành cho bác sĩ gây mê để cho người ta có thể quan sát các cái diễn biến của cuộc phẫu thuật và tránh cái việc là người ta cứ phải ngó bên này một tí, ngó bên kia một tí. Alors, comment on va disposer les trocars? Alors, la règle de générale, c'est de faire une triangulation pour pouvoir opérer, parce que si les trocars sont trop près l'un de l'autre, on va se toucher, on va avoir du mal à opérer. Donc, la règle générale, c'est d'avoir une triangulation avec un triangle qui a la base supérieure. Thế thì chúng ta sẽ đặt vị trí của các trocar như thế nào? Thì về mặt nguyên tắc là chúng ta sẽ phải tạo một cái diện phẫu trường dạng như hình tam giác. Và bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta tạo một cái phẫu trường hình tam giác thì nó sẽ dễ dàng để thao tác hơn khi mà chúng ta đặt hai cái vị trí trocar nó quá gần nhau, và vì thế nên nó sẽ khó khăn cho cái việc thao tác thăm dò phẫu thuật. Thì cái tam giác này chúng ta tạo, cái phẫu trường chúng ta tạo ra là hình tam giác và cái đáy của cái tam giác này thì phải ở phía trên. Après, ce triangle, on va le disposer au niveau du thorax en fonction de la zone opérée. Globalement, il faut qu'il soit du côté opposé de la zone qu'on va opérer. Thường thì cái vị trí của cái tam giác phẫu thuật này thì nó phụ thuộc vào cái vùng phẫu thuật. Thì thường là cái vùng tam giác phẫu thuật này thì chúng ta sẽ đặt ở bên bên đối diện với cái tổn thương mà chúng ta muốn phẫu thuật. Si on est du même côté, il ne faut pas oublier que le thorax, c'est rigide, donc il n'y a pas beaucoup de mobilité et on ne va pas pouvoir
tourner les instruments pour opérer du même côté. Bởi vì khi mà nếu mà chúng ta đặt cùng bên với cái vị trí phẫu thuật ấy thì sẽ rất khó để chúng ta thăm dò cái tổn thăm thăm dò vào trong khoang lồng ngực, vì ví dụ như là có các cái tổn thương nó bị dính hoặc là các cái tổn thương nó che lấp là thứ nhất, thứ hai nữa là nó sẽ khó để khi mà chúng ta muốn phẫu thuật đối diện. Alors aussi on va disposer des trocars en fonction du type de l'opération qu'on va faire. Si on opère quelque chose vers l'apex, on va les mettre plutôt vers le bas. Si on veut opérer le diaphragme, on va le mettre plutôt vers le haut. Donc, ça dépend aussi du type de l'opération qu'on va faire. Thì cái vị trí của trocar nó phụ thuộc vào cái loại, cái kiểu phẫu thuật. Ví dụ như là chúng ta phẫu thuật ở phía dưới thì chúng ta sẽ phải đặt cái diện trocar đối diện, tức là phía trên. Aussi, le nombre de trocars sera en fonction du type de l'opération qu'on va faire. Par exemple, pour la plèvre, parfois, seulement deux trocars sont suffisants. Pour faire une résection pulmonaire, on a besoin d'un minimum de quatre. Và số lượng của trocar nó cũng phụ thuộc vào loại phẫu thuật. Ví dụ như là những cái phẫu thuật mà liên quan tới thành ngực chẳng hạn, tức là màng phổi thành ngực chẳng hạn, thì có thể chỉ cần hai trocar là đủ. Nhưng những cái phẫu thuật liên quan tới cắt phổi chẳng hạn, thì phải ít nhất là bốn trocar. Parfois aussi, enfin pas parfois, mais toujours, ça dépend aussi des habitudes des chirurgiens. Chacun a ses habitudes et donc chacun va disposer à sa manière. Hơn nữa là số lượng trocar cũng phụ thuộc vào cái thói quen của phẫu thuật viên. Tức là cái thói quen của phẫu thuật viên này, người ta sử dụng nhiều hay ít trocar và cái cách thức người ta sử dụng như thế nào. Alors, une fois qu'on a choisi l'endroit où on va poser ces trocars, eh bien, il va falloir faire une incision au niveau de la peau et puis mettre le trocar à l'intérieur, comme ici. Vous voyez, on fait l'incision, après on fait l'hémostase et avec une petite pince, on va aller ouvrir la cavité pleurale et donc mettre le trocar et puis la caméra vidéo pour inspecter à l'intérieur. Voilà. Thế thì bước đầu tiên là chúng ta phải đưa các trocar vào. Đó, thì để đưa trocar vào thì các bạn phải tạo một đường rạch ra giống như trong cái video đây. Thì các bạn phải tạo một đường rạch ra này và cầm máu này, xong sau đấy các bạn phải tách các cái khoang lồng ngực để tạo thành cái đường và các bạn đưa trocar vào. Đó, đưa trocar xong thì qua cái lỗ của trocar này các bạn sẽ đưa camera vào. Voilà. Et puis au niveau de l'espace intercostal lui-même, l'endroit où on va faire l'incision, c'est toujours, comme pour les drains, au ras du bord supérieur de la côte inférieure de l'espace intercostal. Biết rằng là khi chúng ta đặt cái trocar là chúng ta phải đặt ở khoang lên sườn. Thế nhưng vị trí đây các bạn luôn luôn phải nhớ cái nguyên tắc là giống như khi chúng ta đặt lưu ấy, là chúng ta sẽ phải đặt ở bờ trên của xương sườn dưới. Les raisons sont les mêmes, il faut protéger le pédicule intercostal. Và đấy, cái tổn thương thì cái vị trí thì ở phía dưới, bờ dưới của xương sườn, nó luôn luôn là cái bó mạch thần kinh lên sườn, nên chúng ta phải luôn luôn có ý thức bảo vệ cái bó mạch thần kinh lên sườn này. Quand on met un trocar à l'intérieur du thorax, il y a un petit danger à ce qu'on fasse une lésion au niveau du parenchyme pulmonaire. Donc le trocar, il faut le mettre avec beaucoup d'attention. Il faut laisser l'air un petit peu rentrer à l'intérieur du thorax avant de mettre son trocar. Parce que sinon, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, vous allez voir ici, on a un trou dans le thorax, c'est le trocar qui a fait ce trou-là. Alors, ce n'est pas grave, on peut le réparer, mais c'est dommage. On peut éviter ça aussi. D'accord? D'accord. Thì các bạn chú ý là khi mà mình tạo cái đường để đưa trocar vào ấy, thì phải rất là chú ý, bởi vì nó có ở đây nó có thể gây ra một cái lỗi lầm nhỏ, đấy là khi mà các bạn tạo cái đường đưa trocar vào thì mình có thể gây chấn thương nhu mô phổi, bởi vì khi đấy cái nhu mô phổi nó rất là gần thành ngực. Thì cái chú ý là khi cái bước mà mình đưa trocar vào thì mình tạo cái đường vào ấy, thì hãy đợi một chút để có một lượng khí nhất định nó vào trong khoang màng phổi, và khi các bạn đưa trocar vào chậm thôi thì nó sẽ không tạo nên cái tổn thương nhu mô phổi. Thì ví dụ như trong video này này, thì ở đây các bạn sẽ thấy luôn ở đây, đây là một cái hậu quả khi mà mình đưa trocar vào quá nhanh và không chú ý thì nó tạo thành cái tổn thương nhu mô phổi. Tất nhiên là nó không quá nghiêm trọng, mình sẽ khắc phục được thôi, nhưng mà nó rất đáng tiếc bởi vì nó là cái lỗi mà mình có thể tránh. Alors, les particularités de l'anesthésie, on les a discutées, on a absolument besoin d'une intubation sélective.
Đây những cái đặc trưng về gây mê trong cái nội soi lồng ngực này thì như lúc nãy chúng ta đã nói rồi, đấy là chúng ta cần một cái nội khí quản hai nòng. Et ça s'obtient avec des sondes d'intubation qui ont une double lumière. Vous voyez ici, il y a la lumière qui est en bleu et la lumière qui est en transparent, comme ça. Double lumière et double ballonnet. Thì chúng ta cần cái nội khí quản hai nòng này với hai đường dẫn khác nhau. Các bạn thấy ở đây là hai cái màu nó dẫn khác nhau đấy, và tương ứng là hai cái bóng chèn khác nhau. Y a une lumière qui est plus courte et qui va s'arrêter au niveau de la trachée avec un ballonnet qui va être trachéal et la lumière en général en bleu qui est plus longue et qui va aller dans la bronche comme ici, vous voyez ici le trachéal et le ballonnet bronchique avec la lumière bronchique et vous voyez chacun ces deux voies de ventilation séparées qui sont mises dans une même enveloppe. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái đường dẫn khí khác nhau với hai màu khác nhau. Thì một cái đường dẫn khí không màu này các bạn nhìn thấy nó sẽ đi xuống và nó ngắn hơn, nó dừng lại ở chỗ cái quả bóng chèn của nội khí quản này, và một đường còn lại nó có cái màu xanh da trời như thế này thì nó sẽ đi xuống dài hơn, và mục đích của cái này là để nó đi vào trong lòng cái phế quản, và từ đấy khi chúng ta bơm bóng chèn thì nó sẽ block cái phổi bên đấy. Đó thì nó phải có hai cái đường riêng biệt như thế này để lựa chọn. Ce qui fait que, par exemple, quand le ballonnet trachéal est gonflé, mais le ballonnet bronchique il est dégonflé, on va ventiler les deux poumons. Et quand le ballonnet trachéal est gonflé et le ballonnet bronchial ici il est gonflé, on va ventiler seulement le poumon droit. Vous voyez, si on ventile par la trachée. Cái hoạt động ở đây là ví dụ như khi các bạn bơm cái bóng chèn ở khí quản mà không bơm cái bóng chèn ở phế quản, tức là cái bóng chèn màu xanh xanh này này, các bạn không có bơm lên mà các bạn chỉ bơm cái bóng chèn ở khí quản thôi thì đang thông khí cả hai phổi. Nhưng nếu các bạn bơm cái bóng chèn ở khí quản và các bạn bơm cả cái bóng chèn màu xanh ra trời dưới, tức là bơm cái bóng chèn ở phế quản, thì đây là các bạn đang chỉ thông khí cái bên còn lại thôi. Et si on veut ventiler seulement le poumon gauche, alors on va brancher l'appareil de ventilation au tube bleu ici, et on va gonfler le ballonnet bronchique, et donc la ventilation, elle ira que du côté gauche à ce moment-là. Ví dụ như là trong trường hợp các bạn chỉ muốn tức là trong trường hợp các bạn chỉ muốn thông khí một bên phổi bên trái thôi thì các bạn sẽ lựa chọn cái vị trí bơm bóng chèn để thông khí tương ứng bên đấy. Donc avec ce type d'installation, on peut ventiler les deux poumons, seulement le poumon droit ou seulement le poumon gauche selon les besoins. Và vì cái này nó là nội khí quản chọn lọc, thế nên là mình sẽ lựa chọn xem là mình thông khí cả hai phổi hay thông khí chỉ phổi bên phải hay chỉ phổi bên trái, tùy thuộc vào nhu cầu khi phẫu thuật. Alors, il y a des particularités à cette position. Latéral, c'est-à-dire le patient n'est pas sur le dos et donc quand il est d'un côté ou de l'autre, il y a le poumon d'en bas, celui qui est comprimé par le poids du patient, qui aura ça va être un petit peu particulier ce qui va se passer à l'intérieur. Thì các cái đặc trưng liên quan tiếp đến cái đặc trưng của gây mê đấy là các cái liên quan tới tư thế của bệnh nhân, bởi vì khi bệnh nhân phẫu thuật thì các cái bệnh nhân phẫu thuật này người ta ở tư thế nằm nghiêng chẳng, thì nó khác cái cơ chế so với bệnh nhân phẫu thuật ở tư thế nằm ngửa. Thì ở đây các bạn sẽ thấy cái phổi ở phía dưới này, cái phổi ở phía dưới này nó bị tì lên, không phải cái phổi phẫu thuật, và nó sẽ thay đổi một chút để các cái đặc trưng thông khí cũng như tưới máu. Bạn nào để mic cái tắt cái mic đi hộ mình cái. En gros, ce qui va se passer, le poumon inférieur, donc celui qui est sous le poids du patient, va être mieux vascularisé grâce à la gravitation, mais il va être moins bien ventilé puisqu'il y a le poids la pression des viscères. Thì ở đây thì ở cái tư thế nằm nghiêng này thì dưới cái gây mê toàn thân ấy và lồng ngực kín thì cái phổi ở phía dưới nó được tưới máu tốt hơn do trọng lực, nhưng mà cái thông khí thì nó kém hơn. Et le poumon supérieur, alors quand on l'opère, eh bien, il va rester vascularisé, mais il sera plus ventilé. Thế còn cái phổi phía trên thì trong quá trình phẫu thuật thì dĩ nhiên cái phổi phía trên là cái phổi phẫu thuật, và trong quá trình phẫu thuật thì dĩ nhiên là nó không có thông khí nhưng nó vẫn có tưới máu. Donc, pendant l'intervention chirurgicale, il va y avoir l'équivalent d'un shunt
de droite à gauche, c'est-à-dire du poumon qui passe à travers du sang qui passe à travers le poumon, mais qui ne sera pas oxygéné comme quand le patient respire par lui-même. Thì mình chú ý là khi mà cái phẫu thuật ở tư thế nằm nghiêng như thế này thì nó sẽ tạo thúc đẩy cái sân phải trái, tức là cái luồng thông khí, cái luồng máu nó đi từ phải sang trái nhưng nó không có đầy đủ oxy giống như khi bệnh nhân hít thở bình thường, mặc C'est dù pour bệnh ça nhân que vẫn vẫn đang hít thở. qu'on constate que la position latérale va favoriser le shunt de droite à gauche, le shunt de non oxygéné. Và chính vì thế nên là người ta nói cái tư thế nằm nghiêng này này chính là cái tư theo cái phẫu thuật tư thế nằm nghiêng này chính là cái tư thế mà thúc đẩy cái sân phải trái, tức là cái sân mà chỉ có tức là thúc đẩy cái sân có tưới máu, tức là có thông khí, có tưới máu nhưng lại không có oxygen. Mais la nature est bien faite, puisqu'en fait, en pratique, lorsque il y a les récepteurs détectent une hypoxie de nature alvéolaire, parce que le poumon supérieur, le poumon opéré ne sera pas ventilé, donc du coup, il va avoir une hypoxie alvéolaire, eh bien, cette hypoxie alvéolaire entraîne aussi une vasoconstriction artérielle pulmonaire. Và ở đây thì nó có một cái quá trình điều chỉnh, tức là bản thân nó có những cái cụ thể liên quan tới cái nồng độ oxy ở trong máu. Khi mà cái nồng độ oxy phế nang nó thấp, tức là ví dụ ở bên cái phổi mà phẫu thuật đấy, cái phổi phía trên phẫu thuật, tức là nó có tưới máu nhưng nó không có thông khí thì nó gây giảm cái oxy phế nang, và chính cái tình trạng giảm oxy phế nang này thì nó gây ra một cái co các cái mạch cái co, à, các cái mạch phổi. Ce qui va avoir comme conséquence une diminution de l'effet de shunt suite à cette vasoconstriction hypoxique. Và bản thân cái việc này nó gây ra giảm tác dụng của cái sân sau khi mà có co mạch do cái phản xạ co mạch do thiếu oxy này. Alors, une autre particularité de l'anesthésie dans la chirurgie thoracique mini-invasive, c'est l'hydratation du patient qui doit être très limitée. Và một trong những cái đặc trưng nữa của cái việc gây mê trong cái phẫu thuật lồng ngực xâm lấn tối thiểu này, đấy là bù dịch cho bệnh nhân thì rất là hạn chế thôi. Parce que l'hydratation libre dans la, c'est-à-dire sans compter, dans la chirurgie thoracique est un facteur de complications cardio-pulmonaires et de mortalité. En gros, ça multiplie par deux pour chaque litre de sérum Phi qu'on pourrait mettre pendant l'anesthésie. Thì bản thân cái việc mà bù dịch một cách tự do mà không có tính toán ấy, trong những trường hợp nội soi lồng ngực tối thiểu này thì nó là một cái yếu tố nguy cơ chính gây ra các cái nguy cơ nặng nề về các cái biến chứng về tim mạch và hô hấp, và cái cũng như nó làm tăng tỷ lệ tử vong, thì người ta thấy là nó tăng lên gấp đôi trong mỗi cái lít mà mỗi lít muối sinh lý mà các bạn bù cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. En gros et en pratique, il ne faut pas administrer plus de 1 litre de cristalloïdes pour toute l'intervention chirurgicale. Et en moyenne, les chirurgies thoraciques, c'est en moyenne 3 heures. Donc sur 3 heures, pas plus d'un litre de cristalloïdes, 3-4 heures. Thì trong thực tế thì người ta thấy là không không nên sử dụng ta không nên bù nhiều hơn một lít dung dịch ấy, trong toàn bộ cái quá trình mà các bạn phẫu thuật cho bệnh nhân, mà bình thường cái phẫu thuật đấy nó kéo dài khoảng 3 tới 4 giờ, thì tức là không quá một lít trong vòng cả 3 tới 4 giờ đấy. Si on a du mal à maintenir la pression artérielle avec ça, il vaut mieux rajouter un tout petit peu de noradrénaline plutôt que de rajouter des liquides. Thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn rất là khó để kiểm soát được huyết áp của bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân bị tụt áp chẳng hạn, rất là khó để kiểm soát huyết áp của bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, thì có thể sử dụng một chút adrenaline hoặc là noradrenaline thay vì là các bạn bù dịch vào. Pour des chirurgies majeur avec des saignements, des pertes de liquide, etc. Et surtout quand ça dure plus longtemps que 3-4 heures, eh bien le calcul, c'est à peu près 3 à 4 millilitres par kilogramme et par heure d'intervention. Ví dụ như trong những trường hợp mà xấu chẳng hạn, ví dụ như bệnh nhân mất máu nhiều này, bệnh nhân mất dịch nhiều này, vân vân, hoặc là những cái phẫu thuật lớn chẳng hạn mà các bạn bắt buộc phải phải bù dịch cho bệnh nhân, thì hãy tính toán là khoảng 3 tới 4 ml 1 kg trong 1 giờ để tránh cái biến chứng bù dịch quá mức này.
Un autre problème, je l'ai mentionné il y a quelques diapositives, c'est le contrôle de la relaxation musculaire et donc la curarisation du patient. Thì một trong những cái đặc trưng khác, một trong những cái biến chứng khác mà mình phải kiểm soát đấy là các bạn phải kiểm soát cái tác dụng của thuốc giãn cơ và cần phải có một cái monitor để theo dõi cái tình trạng giãn cơ này. C'est très dangereux lorsqu'on dissèque l'artère pulmonaire, qu'il y ait un réflexe de toux parce que ça fait sauter les instruments ou que le patient se réveille à ce moment-là et qu'il y a un hoquet ou un diaphragme qui remonte dans le thorax. C'est très dangereux. Thì sẽ rất là nguy hiểm khi mà trong cái quá trình các bạn phẫu thuật mà các bạn không kiểm soát được tình trạng giãn cơ, vì bệnh nhân sẽ có cái phản xạ ho. Khi mà các bạn phẫu thuật, các bạn tác động vào các động mạch hoặc các phế quản chẳng hạn, bệnh nhân sẽ có phản xạ ho. Và cái phản xạ ho này thì nó sẽ gây ra những cái cơn co thắt của cơ hoành hoặc là những cái mạch máu hoặc các phế quản, và như thế thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đó. C'est pour ça que c'est important et ça a été inventé, ces moniteurs qui vont contrôler le niveau d'endormissement du patient. Và vì thế nên là chúng ta cần phải có cái monitor để theo dõi cái tình trạng giãn cơ cũng như là tình trạng mê của bệnh nhân. Et donc ça va permettre d'éviter les contractures musculaires inattendues. Và cái này nó sẽ cho phép đánh giá cái mức độ giãn, là cái mức độ giãn cơ trong quá trình phẫu thuật. Alors, maintenant on va rentrer dans les traitements pour montrer quelques exemples les plus fréquents et on va traiter de la plèvre un petit peu après du poumon. Donc on va regarder, on va voir les quelques indications les plus fréquentes. Thì sau đây chúng ta sẽ xem xét một số cái phẫu thuật nội soi lồng ngực trong quá trình trong điều trị ạ. Đây là một số cái rất là thường gặp thôi. Ví dụ như trong các cái điều trị bệnh lý liên quan đến màng phổi hoặc là nhu mô phổi. Pour la plèvre, le plus souvent, c'est le pneumothorax qu'on va traiter par thoracoscopie. Đối với cái phần màng phổi thì một trong những cái phần điều trị rất là hay gặp đấy là điều trị tràn khí màng phổi bằng phẫu thuật. Je ne vais pas vous expliquer, je pense que tout le monde sait ce que c'est un pneumothorax. C'est quand l'air se trouve piégé dans la cage thoracique parce qu'il y a une brèche dans le parenchyme pulmonaire. Thì ở đây tôi nghĩ là tôi cũng không cần phải giải thích nhiều cho các bạn vì các bạn biết hết rồi ấy. Thì đấy là cái hình ảnh tràn khí màng phổi mà Maladina có chỉ, và chúng ta sẽ thấy là có khí ở trong khoang màng phổi và vì thế cái nhu mô phổi nó xẹt ở đây. Cette situation elle peut être spontanée, primitive, sans aucune raison apparente ou sinon secondaire en fonction de plusieurs types de maladies pulmonaires. Thì có thể là tràn khí màng phổi tự do, ví dụ như là tự do nguyên tự phát nguyên phát, hoặc là một cái trường hợp tràn khí thứ phát sau một vài cái bệnh lý của nhu mô phổi. Ça peut être aussi post-traumatique, que ça soit des traumatismes fermés ou pénétrants. Hoặc là sau một cái chấn thương lồng ngực, ví dụ chấn thương lồng ngực kín, hoặc là do cái chấn thương những cái vết thương chấn thương lồng ngực mà xuyên thấu. Ou sinon ça peut être iatrogène lors de gestes diagnostiques ou thérapeutiques. Hoặc là sau những cái thủ thuật hoặc là can thiệp y tế chẳng hạn để chẩn đoán hoặc điều trị. Alors voilà, ici quelques exemples. Ça c'est un hydropneumothorax. Vous voyez, il y a un niveau liquidien aussi en dehors du fait que ici on voit qu'il n'y a pas de parenchyme pulmonaire. Đấy, ví dụ như là ở đây là một cái ví dụ về tràn dịch tràn khí màng phổi. Thì các bạn sẽ thấy là đây là cái đường ranh giới, thì đây là đường ranh giới dịch khí và phía trên là có rất nhiều khí và chúng ta gần như không quan sát được nhu mô phổi. Ici, c'est un pneumothorax compressif. Vous voyez qu'il n'y a pas de poumon ici. Le poumon, il est tout plaqué contre le médiastin. Et en plus de ça, la trachée, elle est déviée. Ça veut dire qu'il y a une compression, il y a une pression à l'intérieur de la cage thoracique. Tiếp theo là một cái trường hợp về tràn khí màng phổi áp lực. Thì các bạn thấy đây là gần như chúng ta không có quan sát được cái nhu mô phổi bên trái nữa, nó gần như nó xẹp sát về phần trung thất. Và vì sao là tràn khí màng phổi áp lực, thì chúng ta thấy là cái khí quản này, nó bị đè đầy và nó đẩy lệch sang một bên, và đấy là bằng chứng của tràn khí màng phổi áp lực. Alors, le traitement chirurgical, il consiste en quoi? On va procéder à une petite résection apicale atypique du parenchyme pulmonaire. Très souvent, il y a des bleps à cet endroit-là, et donc on les enlève. Mais même s'il n'y a pas de bleps, on fait une petite résection pour analyser et essayer de comprendre la cause du pneumothorax.
À, thế thì cái biện pháp mà chúng ta điều trị qua phẫu thuật này như thế nào đối với trường hợp tràn khí mang phổi tự phát? Thì một là nếu mà có những cái bóng kén khí thì chúng ta sẽ cắt bỏ các cái bóng kén khí đấy hoặc là cắt phổi không điển hình. Trong trường hợp là nếu mà không có bóng kén khí thì chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta vẫn vẫn sinh thiết hoặc là chúng ta lấy một mảnh của cái phần 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 nhu mô phổi để chẩn đoán xác định và thực hiện các cái biện pháp điều trị khác, ví dụ như là gây dính. Et ça ne va pas être suffisant, même si on enlève la bulle d'emphysème qui est responsable du pneumothorax. Ce n'est pas suffisant pour régler le pneumothorax, puisque le poumon, il va certainement faire d'autres bulles d'emphysème avec le temps. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut annuler l'espace pleural. Thì ví dụ như trong những trường hợp mà có các cái bóng kén khí nó chịu trách nhiệm cho cái việc tràn khí mang phổi này chẳng hạn, thì các bạn cắt bỏ bóng kén khí là đủ để điều trị tràn khí mang phổi. Tuy nhiên có những trường hợp mà nó không đủ, bởi vì sao? Vì nhu mô phổi nó sẽ lại sinh ra các cái bóng kén khí mới. Thì trong những trường hợp này thì chúng ta phải thực hiện các cái biện pháp để xóa bỏ cái khoang màng phổi này. Donc ça se fait en provoquant des adhérences entre le poumon et la cage thoracique. Và chúng ta sẽ phải thực hiện các cái biện pháp để tạo thuận lợi cho cái việc gây dính giữa hai lá màng phổi, gây dính khoang màng phổi. Donc on va produire une plaie ou une inflammation à l'intérieur de la cage thoracique et comme ça le poumon au contact de cette plaie, de cette lésion qu'on va produire, eh bien, il va former des cicatrices et des adhérences vont se former avec le temps. Bien sûr, ce n'est pas instantané, ça prend quelques semaines, mais c'est un mécanisme qu'on provoque avec l'opération et puis qui va se mettre en place, qui va se réaliser après naturellement. Thì chúng ta có thể thực hiện cái trà sát màng phổi, tức là chúng ta tạo ra một cái tổn thương cơ học ở trên màng phổi và cái tổn thương cơ học này nó sẽ sinh ra một cái phản ứng viêm, và khi nhu mô phổi nó tiếp xúc với cái màng phổi và cái phản ứng viêm này, nó sẽ tạo thành một cái phản ứng viêm một cách tự nhiên và nó tạo ra cái quá trình dính. Dính ở trong khoang màng phổi cũng như là dính hai lá màng phổi một cách tự nhiên. Tất nhiên là cái quá trình này nó cần thời gian chứ nó không có ngay lập tức, mà nó có thể cần vài tuần, nhưng mà nó hoàn toàn tự nhiên. En pratique, soit on va frotter à l'intérieur la plèvre pariétale, soit on va carrément l'enlever, notamment à l'apex, ce qui va permettre de produire un encollement à cet endroit-là, puisque c'est à partir de l'apex que la majorité des pneumothorax partent. Thì hoặc là chúng ta có thể trà sát các lá màng phổi, hoặc là chúng ta cắt cái màng phổi vùng đỉnh. Voilà, et vous avez ici un exemple, par exemple, d'une petite bulle d'emphysème. Ici, vous voyez qu'elle est percée parce que quand on ventile le poumon, voilà, il y a une petite fuite aérienne ici. Donc ça, on va réséquer cette bulle-là pour arrêter les fuites aériennes. Et puis, ça va permettre aussi de faire un examen histologique. Regardez ici, on voit encore mieux que la fuite aérienne. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ xem một cái ví dụ khi mà thực hiện nội soi On lồng voit ghi même le này. trou ici, vous voyez le trou ici, on le voit. Ouais. Đó thì các bạn sẽ thấy là đấy, các bạn thấy cái bóng khí này này, cái bóng khí này nó chịu trách nhiệm cho cái tràn khí màng phổi. Thì ở đây các bạn thấy là khi mà thông khí cái phổi này, các bạn thấy cái bóng khí mà mọi người thấy nó sủi lên đó. Đó thì đấy chính là cái bóng khí, mà cái khí nó dò ra từ cái bóng khí trên màng phổi này, trên nhu mô phổi này, và vì thế nên người ta phải cắt bỏ cái bóng khí này. Thì lát sau có một cái hình đấy, bây giờ người ta quay quay rõ lên, mọi người thấy cái lỗ đấy, cái lỗ đấy nó dò khí ra Voilà, et donc j'ai appuyé sur un oui, bouton. c'est bien voir c'est l'autre prix. On voit, oui. Et ici, vous allez voir dans ce film-là. Alors attendez, parce que j'ai appuyé sur un truc, il faut que je. Et ici, sur ce film, vous voyez comment on frotte la plèvre pariétale à l'intérieur du thorax. Et regardez l'inflammation et les plaies qu'on a produites. Comme ça, le poumon, quand il sera au contact avec tout ça, il va faire des adhérences. Và sau đấy thì người ta sẽ thực hiện chà sát cái lá 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 thành màng phổi. Mọi người thấy đấy, mọi người, họ họ dùng cái dụng cụ họ cào vào cái lá thành màng phổi, và chính vì cái việc chà sát này nó gây ra một cái tổn thương và nó gây ra cái phản ứng viêm. Thì khi mà cái nhu mô phổi nó tiếp xúc với cái tổn thương này thì nó sẽ ở trên đấy nó có cái phản ứng viêm và nó sẽ dính vào đấy. Voilà. Après, on va passer au poumon et les procédures qu'on peut faire. Donc, un petit rappel anatomique concernant l'anatomie du poumon.
Đó, và tiếp theo thì chúng ta sẽ xem những cái phần mà nội soi lồng ngực điều trị bệnh lý nhu mô phổi. Thì trước khi bắt đầu chúng ta sẽ nhắc lại một chút về giải phẫu thùy phổi. Vous savez que le poumon droit, il a trois lobes, le lobe supérieur, moyen et inférieur, alors que le lobe gauche, le poumon gauche, il a seulement deux lobes, le lobe supérieur et le lobe inférieur. Thì các bạn biết rồi đấy là phổi phải nó có 3 thùy là trên giữa dưới và phổi trái thì nó chỉ có 2 thùy thôi là trên và dưới. En fait, on dit le lobe, voyez à gauche, on dit le lobe supérieur et le lobe inférieur, mais globalement, ils sont un peu en biais. C'est-à-dire, il est supérieur, mais aussi antérieur. Et celui-là, il est inférieur, mais aussi postérieur. Và đối với cái phổi bên trái thì các bạn thấy nó chỉ có 2 thùy trên dưới chẳng hạn, tuy nhiên thì khi mà chúng ta nói là thùy trên nhưng thực chất là nó có cả phần trên và phần trước, thế còn khi chúng ta nói thùy dưới nhưng mà có nghĩa là thùy dưới và nó có cả phía sau. Et le lobe moyen, il est au milieu, mais il est plutôt antérieur. Và đối với thùy giữa thì ở bên phải đó, thì thùy giữa như chúng ta nói thùy giữa thì tự nhiên là nó ở giữa nhưng mà hầu như là nó ở mặt trước. En thoracoscopie, on peut faire toutes les opérations, je vous ai dit, de résection pulmonaire, donc la lobectomie. Ici, un dessin qui figure la lobectomie supérieure, mais ça peut être n'importe quelle lobectomie. Thì ví dụ như đối với những cái trường hợp mà phẫu thuật cắt thùy phổi chẳng hạn thì người ta gọi là lobectomy đó, tức là cắt một thùy của phổi, thì bình thường là người ta sẽ cắt theo cái diện giải phẫu như thế này. On peut aussi faire des segmentectomies, c'est-à-dire une partie du lobe. Vous voyez ici, on a toujours les trois lobes, mais il manque une partie du lobe supérieur. C'est quand on résèque un segment ou plusieurs segments dans un lobe. Hoặc là chúng ta có thể phẫu thuật cắt phân thùy phổi, tức là segmentectomy đó, tức là chúng ta chỉ cắt bỏ một phần của thùy phổi thôi, tức là một phân thùy hoặc nhiều phân thùy trong cái thùy phổi đấy. Thì các bạn thấy là bình thường nó có 3 thùy thì ở đây nó bị mất đi một cái miếng phía trên của cái thùy trên phổi, tức là cái phân thùy hoặc nhiều phân thùy ở đó. On peut aussi faire ce qui s'appelle une résection atypique, c'est-à-dire on va réséquer juste tout autour du nodule. Donc, on ne va pas tenir compte de l'anatomie des vaisseaux et des bronches qui sont en dessous, on va juste découper tout autour de la lésion. Đó. Hoặc là chúng ta có thể cắt phổi không điển hình, tức là chúng ta không có cắt thùy hay phân thùy phổi mà chúng ta chỉ cắt cái phần nhu mô phổi nó chứa cái nốt tổn thương đấy thôi, tức là chúng ta không có theo cái phần vùng giải phẫu hay là giải phẫu phế quản hay động mạch gì hết, mà tức là chúng ta chỉ xẻo cái miếng mà liên quan tới cái tổn thương đấy thôi đó, người ta gọi là cắt phổi không điển hình hoặc ngày xưa là cắt phổi hình chêm đó, nếu mà mọi người để ý. Aussi, donc maintenant, on va définir qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce qu'on peut dire qu'on a fait une lobectomie par vidéothoracoscopie. Và ở đây thì chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái khái niệm như thế nào là phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi bằng nội soi lồng ngực có video. Eh bien, ce type d'intervention se réalise en regardant un écran. On ne va pas regarder à travers l'incision, même si elle est un peu plus grande, parce que vous voyez qu'elle peut arriver jusqu'à 8 cm. Mais l'opération doit se faire en regardant l'écran et pas par l'incision. Đó, thứ nhất là các cái thao tác can thiệp chẳng hạn thì chúng ta sẽ quan sát ở trên màn hình, chứ chúng ta không quan sát qua cái phẫu trường trực tiếp, không quan sát qua cái đường phẫu thuật vào trực tiếp, mặc dù có thể là cái đường phẫu thuật đấy có thể nó lên tới 8 cm nhưng mà chúng ta không quan sát qua đấy mà chúng ta sẽ quan sát trên màn hình. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser des écarteurs des côtes. Và chúng ta sẽ không sử dụng các cái dụng cụ để banh rộng các cái khoang xương sườn cũng như là các xương sườn hoặc khoang lên sườn ra. Il y a quelques techniques qui utilisent ce qu'on appelle une incision utilitaire, donc une petite ouverture quand même dans le thorax, mais sans écarter les côtes. Et cette ouverture, elle doit avoir maximum 8 cm, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est une. La définition, elle est ancienne et on ne l'a pas renouvelée depuis. Tức là tùy vào các cái kỹ thuật nhưng thường thì chúng ta sẽ giới hạn cái đường rạch nhỏ nhất có thể. Tuy nhiên thì cái giới hạn đường rạch này có thể tối đa lên tới 8 cm. Tất nhiên là nó có nhiều phương pháp cũng rất là nhiều cái phương pháp nó cũng cũ nhưng mà các tiêu chuẩn thì tối đa của cái đường rạch là 8 cm. Il ne faut pas sectionner les muscles de la paroi thoracique, notamment le muscle dentelé antérieur et l'latissimus dorsi. Và chúng ta không có cắt các cái cơ của thành ngực, tức là đặc biệt như là cái cơ phần răng trước và cơ lưng rộng thì chúng ta không cắt các cái cơ này.
Et enfin, il faut réaliser une dissection individuelle de la veine, de l'artère et de la bronche. On n'a pas le droit de mettre un gros clamp et sectionner tout d'un coup. Và chúng ta chú ý là chúng ta phải tách riêng rẽ các cái thành phần như là tĩnh mạch, động mạch và phế quản, chứ chúng ta không để gom vào một chỗ một lúc. Et voilà, et comment on va, quand on fait une lobectomie par vidéothoracoscopie, le plus souvent quand c'est à gauche, le chirurgien il est devant le patient, et quand c'est à droite, le chirurgien est derrière le patient. Và khi mà chúng ta phẫu thuật cắt thùy này thì cái vị trí của phẫu thuật viên và bệnh nhân sẽ như thế này, tức là nếu mà chúng ta phẫu thuật ở bên phổi bên trái thì chúng ta sẽ đứng trước mặt bệnh nhân giống như cái hình bên trái này, và nếu mà chúng ta phẫu thuật ở bên phải của bệnh nhân thì chúng ta sẽ đứng phía sau bệnh nhân như hình bên phải này. Après, on va positionner des trocars et je vous ai dit que les trocars, plus ils sont gros, il faut qu'ils soient devant. Et plus ils sont petits, on peut les mettre derrière. C'est-à-dire, c'est plutôt, il faut éviter de mettre des gros trocars en arrière des espaces intercostaux. Thì vị trí của các trocars mà chúng ta sẽ đặt là như thế này. Tức là những cái trocars mà kích thước lớn thì chúng ta sẽ đặt ở phía trước cái khoang tơ phía trước của khoang lưng sườn, và những cái trocars mà nhỏ hơn thì chúng ta sẽ đặt ở phía sau của khoang lưng sườn, và tránh cái việc là các bạn đặt cái trocars quá lớn ở phía sau của khoang lưng sườn. En général, on utilise quatre trocars quand le thorax il est complètement fermé. On va avoir deux trocars de 5 mm en arrière du patient, et puis le trocar de 12 mm pour la caméra, et un trocar un petit peu plus grand pour les agrafeuses. Chúng ta sẽ sử dụng thông thường là khoảng 4 trocar đó, và hai cái trocar nhỏ, tức là đường kính khoảng kích thước khoảng tầm 5 mm thì chúng ta sẽ đặt ở phía sau đó, phía sau khoang lên sườn. Và một cái trocar với kích thước khoảng tầm 12 mm thì sẽ dành cho camera, và cái trocar mà kích thước lớn hơn một chút, khoảng 18 mm này, thì chúng ta sẽ dành cho cái agrafeur, tức là cái dụng cụ để khâu. Pour la gauche c'est encore mieux puisque les trocars ils sont souvent en antérieur, celui-là il est parfois même pas, on n'a même pas besoin de l'utiliser parfois, donc ça fait que à gauche souvent on peut faire l'opération avec seulement trois trocars. Và đấy là đối với phẫu thuật bên phải, còn đây là phẫu thuật bên trái, thì vì là phẫu thuật bên trái thì cái phần phần phía trước này nó rộng, các bạn có thể đặt các dụng cụ như này, và phần phía sau nó hẹp hơn, nhưng chúng ta không, cái diện quan sát chúng ta không cần quá nhiều, và vì thế nên là có thể sử dụng 3 troca thôi, cái troca đằng sau này dành cho camera. Alors je vous ai dit que c'est bien de faire une triangulation. Mais cette triangulation, elle peut être faite avec les instruments d'une part et d'autre de la caméra optique. Và cái diện, cái vùng phẫu thuật là chúng ta sẽ tạo thành một cái tam giác giống như hình bên trái này. Đó. Và một trong các cái điểm này chúng ta sẽ để đặt camera. Ou sinon, on peut mettre les deux trocars pour les instruments du même côté de la caméra. Hoặc là chúng ta sẽ đặt hai cái troca ở cùng một bên này, so với cái camera. Et ça s'appelle une sectorisation. Và chúng ta, và cái kỹ thuật này người ta gọi là đặt vị trí để cắt chọn lọc. Et il est facile de constater sur ces images que lorsqu'on fait une sectorisation, le chirurgien a une position beaucoup plus confortable pour les bras, parce que dans une triangulation classique, au niveau du thorax, c'est quand même difficile, vous voyez, d'être dans cette position et opérer pendant 3 heures comme ça. Thì cái phẫu thuật chọn lọc này thì nó làm cho, tức là nó dễ chịu hơn khi để cho phẫu thuật viên người ta di chuyển trong quá trình phẫu thuật, hơn là so với cái phẫu thuật mà tạo một cái đường tam giác kinh điển như thế này, thì bởi vì là cái thời gian phẫu thuật nó khoảng 3 tiếng với 4 tiếng, thì cái phẫu thuật chọn lọc này nó làm cho cho người phẫu thuật viên di chuyển được dễ dàng hơn và thuận lợi hơn. Alors que si on est dans cette position de sectorisation, vous voyez que les mains sont ont une position naturelle. Et on est les bras le long du corps, on est relax quoi. Vậy thì các bạn có thể nhìn thấy này, ví dụ như cái phẫu thuật chọn lọc này thì cái cánh tay của người phẫu thuật viên người ta di chuyển rất là dễ dàng, linh hoạt và thư giãn hơn rất nhiều. Alors, pour certains chirurgiens comme moi par exemple, on préfère faire de l'insufflation du CO2 parce que ça permet d'obtenir un grand espace de travail très rapidement. Parfois, les poumons, quand ils sont emphysémateux, ils ont du mal à se vider de l'air.
Et donc, quand on insuffle du CO2, tout de suite, on évacue l'air qui est piégé dans le poumon et on obtient l'espace de travail très rapidement. Tiếp nữa là chúng ta phải bơm cái khí CO2 vào trong khoang khoang màng phổi, chúng ta vào trong lồng ngực để tạo ra một cái phẫu trường đủ rộng để chúng ta có thể quan sát. Và bởi vì sao? Bởi vì cái phần nhu mô phổi, tức là ngay lập tức thì chúng ta không thể nào mà bơm khí vào trong phổi để cho nhu phổi nó nở ra ngay lập tức được. Đó, thì cái việc mà chúng ta hút hết khí ra và chúng ta bơm CO2 vào trong lồng ngực để lồng ngực nó nở lên thì nhanh hơn. Un autre avantage, c'est qu'on va stabiliser le médiastin, c'est-à-dire la pression qu'on va mettre dans le thorax va faire que les mouvements du médiastin dus à la respiration pulmonaire de l'autre côté, eh bien, ils vont être moins importants, donc ça va moins bouger le médiastin. Và tiếp nữa là cái việc bơm khí này nó giúp chúng ta ổn định trung thất, tức là cái vị trí trung thất nó không bị di chuyển quá nhiều trong quá trình chúng ta phẫu thuật. Après, on constate que lorsqu'on ouvre le plan de dissection, le fait qu'il y ait de la pression dans le thorax, ça va permettre de faciliter la dissection, ça va s'ouvrir plus facilement. Và cái việc mà bơm khí này nó sẽ tạo ra một cái mặt phẳng để chúng ta dễ phẫu thuật, tức là nó tạo ra một cái phẫu trường để dễ thực hiện. Et après, on peut utiliser cet insufflateur qui est spécial et qui s'appelle AirSeal, qui va permettre de maintenir une chambre opératoire constante. Indifféremment du débit d'aspiration, notamment quand on a un saignement, on a besoin de beaucoup aspirer, et à ce moment-là, s'il n'y a pas un équilibrage automatique du débit, si le débit de gaz n'est pas variable, eh bien on va aspirer le gaz qui est à l'intérieur et on va perdre la chambre de travail. Thì ở đây chúng ta cần một cái dụng cụ rất là đặc biệt, cái máy rất là đặc biệt để nó giúp ổn định cái áp lực bơm CO2 này, thì chính là cái hình máy mà bài có chiếu ở đây. Thì cái này nó không những là nó đảm bảo cái áp lực bơm trong khoang lồng ngực được ổn định, mà nó còn không có làm mất cái diện phẫu trường để chúng ta quan sát, và trong trường hợp chảy máu thì nó giúp là hút hút cái máu chảy ra sớm và nhanh, và nó ổn định cái áp lực đấy, nó làm cho cái áp lực đấy nó không thay đổi. Donc avec AirSeal, plus j'aspire, plus il va insuffler du CO2 pour équilibrer. Và cái máy này thì gọi là Exim, tức là nó giúp cân bằng, nó giúp tạo một cái cân bằng trong phẫu trường. Alors, pour les trocars, il est préférable à ce qu'ils soient lisses comme ça. Vous voyez, il faut éviter d'avoir des trocars avec des stries. Ça, c'est la version classique des trocars. Pour le thoracique, c'est bien d'avoir des trocars sans stries, tout lisse comme ça, pour éviter de léser les nerfs intercostaux. Thì đây là những cái loại trocar mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái phẫu thuật này. Thì mình nên có những cái list trocar này, tức là có hàng loạt các cái trocar như này để chúng ta lựa chọn cái loại nào là loại loại nên dùng và ít gây chấn thương các khoang liên sườn. Thì thường là cái loại trocar mềm như thế này và tốt nhất là không có rãnh. Après, il faut essayer d'avoir l'image la plus stable possible. Tout le monde, enfin, les chirurgiens savent que avant, c'était l'aide opératoire qui tenait la caméra. Et donc, tenir la caméra pendant 3 heures, c'est très fatigant. Et donc, souvent, il y avait des problèmes avec ça au bout d'un moment. Maintenant, pour éviter ça, on a des bras, soit fixes, soit robotisés, donc qui peuvent bouger. Pour maintenir la caméra et donc stabiliser l'image. Và để ổn định cái hình ảnh khi mà chúng ta phẫu thuật đấy, thì ở đây người ta thấy rằng là bình thường là cái camera ấy là do phẫu thuật viên người ta sẽ giữ, tuy nhiên là thật là khó khăn khi mà giữ một cái camera trong vòng 3 tới 4 tiếng phẫu thuật như thế, thì nó sẽ tức là nó không thể ổn định và tất nhiên là nó không dễ dàng cho phẫu thuật viên, và vì thế người ta cần có cái dụng cụ để cố định cái camera này trong quá trình phẫu thuật. Alors, les instruments aussi sont spécifiques. Ils sont différents de la chirurgie abdominale par thoracoscopie, par celluloscopie, parce que comme le thorax il est profond, eh bien, il faut avoir, c'est plus facile d'avoir des instruments qui sont manipulés au niveau des doigts et qui sont maintenus dans la main comme des crayons, plutôt que d'avoir des instruments qui sont très longs, ceux des abdomens sont encore plus longs.
Et donc, il va, avec des instruments longs, on va avoir les coudes en l'air et ça va être difficile, comme dans la photo que je vous ai montrée. Alors que si les instruments sont plus courts et qu'on les tient comme des crayons, c'est moins fatigant. Thì tiếp nữa là cái dụng cụ mà dùng trong phẫu thuật đấy thì nó ngắn hơn thì nó sẽ tốt hơn, và mọi người thấy đấy, cái cách mà người ta dùng cầm cái dụng cụ là giống như mọi người cầm bút ấy đó. Thì cái cách cầm này nó sẽ dễ hơn cho phẫu thuật viên là thứ nhất, thứ hai là dụng cụ nó ngắn hơn thì nó sẽ dễ di chuyển và thuận lợi hơn trong quá trình phẫu thuật so với là dụng cụ dài. Thì lát nữa Madalina sẽ chỉ cho chúng ta thấy. Je pense que le Vietnam a un grand avantage par rapport à ça parce que comme les Vietnamiens, ils mangent avec des baguettes, ils s'adaptent plus facilement, Oui, c'est hein. pareil. Oui, c'est bien, hein? Oui, c'est pareil. Thì Madalina còn nói là cái này thì bà thấy là cái biện pháp này nó rất là thuận lợi cho người Việt Nam, bởi vì là cái văn hóa là mình sử dụng đũa, thì cái cách cầm này nó như là cái cách mình cầm đũa. Mọi người nhìn cái hình ảnh. Avantage Vietnam là. Ah oui, c'est ça. C'est le technique spécial pour les Exact. Vietnamiens. C'est ça. Đó, thì Madalina còn nói vui rằng là đây là một cái lợi thế dành cho người Việt Nam, thì mình cũng đùa rằng là đấy là một cái kỹ thuật đặc biệt dành cho người Việt Alors, Nam. il y a aussi, on peut aussi faire des segmentectomies, c'est-à-dire réséquer de manière réglée en tenant compte de l'anatomie, mais moins qu'un lobe. Thì cái phẫu thuật mà cắt phân thủy phổi thì mình phải nhớ lại cái giải phẫu phân thủy phổi, bởi vì là cái giải phẫu phân thủy phổi này tức là nó là cái tổ chức mà dưới một thùy, tức là nó không phải là một thùy phổi mà nó nhỏ hơn một thùy phổi, nên mình phải nhớ lại cái giải phẫu phân thủy này. Et donc, comme pour un petit rappel anatomique, dans le lobe supérieur droit, il y a trois segments. Dans le lobe moyen, il y a deux segments. Et dans le lobe inférieur droit, il y a cinq segments. Thì nhắc lại về giải phẫu thì bên phổi bên phải, cái thùy trên phổi phải nó có 3 phân thùy, cái thùy thùy trung gian thì nó có 2 phân thùy, và thùy dưới bên phải thì nó có 5 phân thùy. À gauche, il y a cinq segments dans le lobe supérieur et cinq segments dans le lobe inférieur. Ở bên trái thì nó sẽ có 5 phân thùy ở thùy trên phổi trái và 5 phân thùy ở thùy dưới phổi trái. Donc en total, on a 20 segments pour les deux poumons. Và tổng số thì chúng ta sẽ có 20 phân thùy cho hai phổi. Chaque segment peut être réséqué de manière individuelle. Và bình thường thì chúng ta có thể thấy rằng là có một số cái phân thùy mà chúng ta không quan sát được hoàn toàn. Tout en tenant compte de son artère, sa veine ou ses veines et son artère. Và tất cả những cái này thì nó phụ thuộc vào cái phân bổ của động mạch tĩnh mạch. Le problème quand on veut faire une segmentectomie, c'est que dans la vie réelle, il n'y a pas les couleurs comme ici et les petits points là, comme les traces. On ne sait pas exactement où sont les segments. Và cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta phẫu thuật thì dĩ nhiên là trên cái phổi đấy nó không có những cái khoảng màu như thế này để chúng ta nhìn thấy là đâu là phân thùy nào, và nó chỉ có một nhúm nho nhỏ rằng là đây là cái phân thùy đấy, phân thùy này, phân thùy này, nhưng mà nó không có cái màu để chúng ta phân biệt như này. Et en plus de ça, l'anatomie de l'arbre bronchique et vasculaire, elle est à l'intérieur du lobe, donc l'anatomie sous lobaire, elle est variable de manière considérable d'une personne à l'autre. Đó. Và cái vấn đề nữa ở đây là nó liên quan tới các cái giải phẫu cây phế quản cũng như là động mạch tĩnh mạch, và các cái giải phẫu này thì nó có thể tức là nó có thể thay đổi hoặc là nó có thể thích nghi theo cái tưới máu cũng như là thông khí. On peut dire que chaque patient a ou chaque personne a sa propre anatomie. Và chúng ta nói rằng là có những cái bệnh nhân hoặc là những ca chẳng hạn mà người ta có một cái giải phẫu thuần túy, tức là có một cái hình thái giải phẫu cây khí phế quản thuần túy, tức là giống như giải phẫu mà chúng ta học. Et pour aider les chirurgiens à planifier et à réaliser une intervention chirurgicale comme ça, donc de segmentectomie, il y a des logiciels, comme ça c'est juste un exemple, mais il y en a d'autres, qui permettent de faire la reconstruction 3D de l'anatomie du patient.
Và để giúp đỡ các nhà phẫu thuật cũng như là các nhà thực hành lâm sàng để định hướng tốt hơn về cái giải phẫu của phân thùy cũng như là thùy phổi thì các nhà nhà mình quên cái từ đấy về logistics, tức là những cái nhà về lập trình viên học, người ta đã lập ra một cái phần mềm 3D như thế này để định hướng cho phẫu thuật viên. Donc, on va mettre le scanner thoracique injecté du patient dans le logiciel et le logiciel va reconstituer de manière 3D l'arbre bronchique, les veines et les artères du patient. Và chúng ta sẽ cho bệnh nhân chụp một cái cắt lớp vi tính ngực có tiêm thuốc cản quang và dưới cái phần mềm này, dưới cái phần mềm được được cài đặt này, và lập trình viên người ta sẽ tái tổ chức lại cái cấu trúc của phế quản theo hình ảnh 3D, các cái phế quản này, các cái động mạch tĩnh mạch và các phân thùy. Et après, avec l'ordinateur, on peut enlever les veines, enlever les artères, enlever les bronches, les remettre, simuler l'opération qu'on va faire aussi. Và dưới sự giúp đỡ của máy tính với cái phần mềm 3D này thì nó sẽ giúp chúng ta định hướng cái vị trí mà chúng ta phân tách, chúng ta cắt bỏ phân thùy này, động mạch, tĩnh mạch cũng như là phế quản. Et surtout apprécier le rapport entre tous ces éléments-là, un par rapport à l'autre. Và luôn luôn là sau cái phẫu thuật xong thì chúng ta phải so sánh. Et vous allez voir ici dans ce petit film qu'est-ce que ce logiciel peut faire, mais la majorité des logiciels font la même chose. Donc là, je vais vous montrer un petit film. Regardez ici, ça, c'est le poumon d'un patient. Et donc, on peut voir à l'intérieur comment sont faites les artères et les veines et les bronches. Donc, on peut enlever les artères, les veines, remettre. Après, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur une bronche et ça va simuler quel est le territoire desservi par cette bronche-là, ce qui va nous permettre de savoir et de définir quel est le territoire qu'on doit réséquer pour pouvoir enlever la tumeur de manière oncologique, de manière pour que les marges soient respectées, qu'on ne soit pas à distance de la tumeur. Vous voyez? Donc ici, on va cliquer, on va mettre un clic. Ah, je sais, voilà. Ici, il vient avec la souris, il fait un clic sur sa branche, cette branche-là. Les branches sont en blanc. Et donc, ça va donner le territoire qui est desservi par cette branche. Et vous voyez que si, par exemple, j'enlève que cette branche-là avec son territoire, je vais laisser de la tumeur. Et donc, il faut faire plus. Et à ce moment-là, on va poser la souris ici, sur l'autre branche, et on va voir qu'il faut enlever ça pour pouvoir avoir une résection oncologique. Đó thì ở đây tôi sẽ chiếu một cái đoạn phim nhỏ để cho các bạn quan sát và các bạn sẽ hình dung ra là các cái nhà lập trình học của người ta lập trình cái này hoạt động như thế nào và chúng ta phân tách các cái thành phần của phổi ra như thế nào. Thì ở đây ví dụ như là ở đây cái phần nhu mô phổi chẳng hạn, thì đối với mỗi cái phần phim nó chạy như thế này, đây cái hình phổi mà mọi người nhìn thấy này, và đó cái hình này nó sẽ dựng lên hình ảnh 3D đây, khối u là màu xanh lá cây này, đó cái phần nhu mô phổi liên quan đây, và nó sẽ phân tách từng phần một đây, cái phần này nó giống như xóa nền đấy mọi người, thì nó xóa đi cái phần nhu mô phổi và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái cây phế quản này, mạch máu đi vào đấy này, và tương ứng là cái phần cây phế quản nào nó đi vào cái phân thùy nào liên quan đến khối u đấy, và từ đấy thì nhà phẫu thuật người ta sẽ lựa chọn là tôi sẽ phải cắt cái phân thùy nào ở vị trí nào thì tôi sẽ lấy được cả cái khối u này, và nhà ung biếu học người ta sẽ lựa lựa chọn xem là cái khối u này nó liên quan đến phần phân thùy nào cũng như điều trị là gì. Et après, une fois qu'on a défini quel est le territoire bronchique qu'il faut enlever, eh bien, on va voir quels sont les vaisseaux qui vont desservir ce territoire. Et donc, on va savoir qu'est-ce qu'il faut couper pour pouvoir enlever le territoire. Và tương tự như thế thì khi mà chúng ta xem đến cái thùy động mạch, tức là các thùy liên quan đến mạch máu, thì chúng ta sẽ biết là cái mạch máu nào nó dẫn vào cái phân thùy đấy, cũng như cái mạch máu nào nó dẫn vào cái phần khối u đấy, để chúng ta lựa chọn vị trí chúng ta cắt. Voilà, et donc, regardez à quoi ça sert ce type de logiciel. Ici, on a deux patients, chacun a une tumeur dans le lobe inférieur gauche, vous voyez. Ici, elles sont à peu près au même niveau, vous voyez, le lobe inférieur, il est comme ça. Ici, on voit mieux le trait, et c'est à peu près, on va dire, à peu près au même niveau. Mais on ne sait pas si on résecte seulement le segment 6, est-ce que c'est suffisant ou pas? Thì ở đây có một cái ví dụ là chúng ta nhìn hai trường hợp này,
thì các bạn thấy là hai cái tổn thương này nhìn nhìn qua như này chúng ta thấy là có vẻ nó ở cùng một vị trí, tức là đều ở thùy dưới bên trái và có vẻ như là nó tương xứng nhau về vị trí đó. Thế thì người ta thấy rằng là tương xứng vị trí như vậy thì cái phần chỗ này là cái phân thùy đường giống như là phân thùy 6, thì chúng ta cắt một cái phân thùy 6 này liệu có đủ hay không? Et donc, on va faire une simulation comme je vous ai montré. Et là, vous voyez qu'en fait, ce nodule, il est au milieu entre le segment 6 et le segment 10. Donc, en gros, il faut éradiquer ces deux segments pour pouvoir l'enlever. Và nhưng mà khi mà chúng ta dựng hình lên trên cái phim 3D đối với cái phim bên bên trái này thì chúng ta thấy rằng là cái tổn thương này nó ở cao hơn so với phân thùy 6 và nó ở diện như là giữa cả phân thùy 6 và phân thùy 10, và cái diện cắt ở đây là chúng ta phải cắt cả hai cái phân thùy này mới đủ. Alors que chez ce patient, si on résecte seulement le segment 6, c'est suffisant. Il a un segment 6 qui est très volumineux. Et donc, ça fait que ça, si on enlève le segment 6, il va enlever le nodule aussi. Nhưng cái đối với cái tổn thương bên phải này thì khi mà dựng hình lên 3D như vậy thì chúng ta thấy là cái tổn thương này nó nằm hoàn toàn trong phân thủy 6, bởi vì phân thủy 6 nó to ra, cái thể tích nó to ra và nó đủ chứa cái nốt này rồi. Và vì thế chúng ta chỉ cần cắt cái phân thủy 6 là đủ. Donc, vous voyez que c'est très important d'avoir cette simulation préopératoire avant de commencer à opérer le patient. Đó, và điều đấy cho thấy rằng là sẽ rất là quan trọng mà các bạn phải quan sát cái việc dựng cái hình 3D này để so sánh trước khi mà các bạn quyết định lựa chọn cắt phân thủy cho bệnh nhân. Après, reste le problème de. Vous m'entendez là? Et reste le problème Oui. de. Une fois qu'on a coupé les artères, les veines et les bronches, comment on sait par où couper pour le parenchyme pulmonaire? Parce que comme c'est pas, il n'y a pas de couleur sur le poumon réel. Et donc, il Thì y a plusieurs techniques à faire ça. ở đây bà có hỏi là sau mà khi mà các bạn phẫu thuật cắt cái phân thùy đấy ra thì làm sao mà mình biết rằng là cái phân thùy mình cắt ra tới nó thực sự là có tổn thương, thì có cái kỹ thuật nào để xác định việc đấy? Puisque la branche elle est coupée, on peut, ce qui vient le plus naturel, c'est de dire je vais ventiler le reste du poumon et puis donc la partie qui va rester non ventilée, eh ben, c'est la partie qu'on peut enlever, qu'on doit enlever. Đó. Thì ở đây bài có nói rằng là một trong những cái mà kỹ thuật đấy là mình sẽ tái thông khí, mình sẽ tái thông khí sau cái phần phẫu thuật. Désolée Madalina, Oui. est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu que la technique vous dire auparavant, vous Oui, dites que c'est-à-dire oui. une fois qu'on a coupé les artères et les veines et les bronches, Oui. on va dire mais par où je dois couper le parenchyme? Et donc la première idée qui nous vient, c'est qu'on va reventiler le poumon. Et Oui. donc comme la branche du segment qu'on veut réséquer, elle est déjà coupée, l'air ne va pas pouvoir rentrer dedans. Ce qui Ah, fait d'accord. que tout le poumon va ventiler, sauf la partie que je dois enlever, en fait, qui va rester non ventilée. D'accord. Thì Madalina còn nói là có một cái test để mình thử trước khi mà mình quyết định là mình sẽ cắt cái phế quản này cùng với cái động mạch và tĩnh mạch của cái phế quản này tương ứng với cái phân thủy mà mình cắt ấy, làm sao để mình xác định là đúng là cái phân thủy mà mình muốn cắt đấy. Thì trước khi mà mình quyết định cắt thì mình hãy tái thông khí cái phổi đấy, tức là mình giống như các bạn kẹt cái phế quản và cái động mạch đấy trước khi các bạn cắt đó, thì mình sẽ tái thông khí toàn phổi. Thì nếu cả cái nhu mô phổi đấy nó được tái thông khí và nó nở ra nhưng chỉ có cái phân thủy mà các bạn muốn cắt đấy nó không nở ra, thì nó đúng vào cái vùng mà các bạn muốn cắt đó, thì là đúng cái phần mà mình đã lựa chọn thì mình hãy cắt. Voilà, et ça, c'est, vous voyez ici dans ce film, la Đó. partie qui est ventilée, ben, il y a de l'air qui vient dedans, et la partie, cette partie que je dois réséquer, elle est restée Ouais. non ventilée, puisque en fait, la branche, l'air, il est coupé. La branche est Ouais. coupée. Vous voyez, donc on Ouais. voit bien le segment 6 ici qu'il faut couper. Đó. Thì mình sẽ xem cái phim này luôn. Thì cái phần mà phế quản mà họ kẹp đó, thì sau đấy người ta tái thông khí phổi thì các bạn thấy là cái phần nhu mô phổi nó nở hết ra, nhưng chỉ có cái phần phân thùy này, cái phần phân thùy 6 này này nó không nở ra Voilà. bởi vì cái phế quản nó đã bị kẹp rồi. Après, en fait, ça, c'est théoriquement, c'est très séduisant, mais en fait, en pratique, parfois, il y a des communications dans le parenchyme pulmonaire entre les segments par des pores qui s'appellent les pores de Kohn, et donc, l'air peut passer d'un endroit ventilé à un endroit non ventilé.
Thì tuy nhiên thì đôi khi nó cũng phụ thuộc vào cái phần là phần liên quan giữa cái phân thủy cắt này và cái phân thủy xung quanh, đôi khi nó có thể có những cái phần phần cổng thông khí. Donc, comme cette méthode n'est pas parfaite, et surtout justement dans les poumons emphysémateux, ça se passe comme ça, et les patients qui ont des cancers pulmonaires souvent ont des poumons emphysémateux. Donc, cette méthode n'est pas toujours très satisfaisante. On a essayé d'imaginer autre chose. Này, tuy nhiên thì cái kỹ thuật này nó sẽ hơi khó khăn trong những trường hợp ví dụ như là bệnh nhân bị giãn phế nang chẳng hạn, hoặc là những trường hợp bệnh nhân bị ung thư trên nền giãn phế nang chẳng hạn, thì cái kỹ thuật này nó không hoàn toàn là hiệu quả, thì chúng ta sẽ nghĩ một cách khác. Donc, la deuxième chose qui vient à l'esprit, c'est d'aller mettre un colorant dans la branche qu'on va vouloir couper. Et comme ça, on va colorer le territoire qu'elle dessert. Et donc, on va précisément voir le parenchyme qui doit être enlevé. Cách nữa là chúng ta có thể nhuộm màu cái phần phần nhu mô phổi mà chúng ta muốn cắt, tức là thông qua cái phế quản đấy thì các bạn sẽ bơm màu vào và nó sẽ hiện lên cái phần màu ở nhu mô phổi giống như cái ảnh phía dưới bên trái này, thì chúng ta sẽ xác định được cái phần nhu mô phổi, cái phần phân thủy chúng ta cắt này có đúng không. Le problème avec cette méthode, c'est qu'il faut que ce soit le pneumologue ou l'anesthésiste qui fasse ça par l'intubation, par la trachée, d'une part. Cái vấn đề ở đây là tức là phải trao đổi với bác sĩ hô hấp hoặc là bác sĩ gây mê để cái việc là khi mà chúng ta bơm cái thành phần này. D'autre part, comme il y a des sécrétions normalement dans les bronches et dans le parenchyme pulmonaire, on ne sait pas si la diffusion du colorant elle est homogène et partout et vraiment dans tout le segment. Il peut y avoir des bronches qui sont bouchées avec des sécrétions et ces parties-là, elles ne vont pas se colorer. Và một vấn đề nữa đấy là nếu mà bản thân trong cái phế quản của cái phần này nó chứa quá nhiều chất tiết thì khi mà mình bơm máu như thế cái phần nhuộm màu nó có thể không được toàn bộ hoặc nó không đi được đến cái phân thùy mà mình muốn, và như thế cái hiệu quả nhuộm màu chúng ta sẽ không thấy được. Donc en gros, ce n'est pas une technique très facile et puis même elle est un peu plus compliquée que l'autre et en plus de ça, elle n'est pas très précise. Đây thực sự là một cái kỹ thuật nó không phải là dễ dàng và không phải dễ dàng để thực hiện, cũng như là nó không phải là hoàn toàn chính xác để đánh giá. Et donc, on a inventé une autre méthode qui est à l'heure actuelle la star, on va dire. Et cette méthode, c'est une fois qu'on a coupé les artères et les veines et les bronches, ça veut dire que cette partie-là de parenchyme pulmonaire, elle va rester non vascularisée. Et donc, on va mettre par voie veineuse générale un colorant qui s'appelle l'indocyanine et qui va devenir vert fluorescent à l'intérieur de l'organisme. Et donc, tout ce qui va se colorer est encore viable et doit être préservé. Et tout ce qui reste non coloré est la partie qu'on doit réséquer. D'accord. C'est-à-dire qu'on va utiliser cet médicament On va utiliser pour vasculariser un cet colorant. Donc, une fois qu'on a coupé les artères et les veines du territoire qu'on veut réséquer, du territoire parenchymateux qu'on va réséquer, on va par voie veineuse générale, l'anesthésiste va mettre un colorant dans les veines. Ce colorant, il endomètre. va être circulé dans tout l'organisme. Et vous voyez ici, ce colorant, il a la couleur verte. Et tout ce qui est encore vascularisé va se colorer. Et tout ce qui n'est plus vascularisé va rester non coloré. Vous voyez? D'accord. Tức là một cách khác là người ta sẽ sử dụng một cái chất 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 nhuộm màu, nhưng mà cái chất nhuộm màu này sẽ bơm qua mạch máu. Tức là các bạn sẽ kẹp cái phần khí quản động mạch cũng như tĩnh mạch của cái phần phân thủy mà mình muốn muốn cắt. Đó. Tuy nhiên thì cái bác sĩ gây mê người ta sẽ phụ trách, người ta bơm một cái chất giống như là chất gây máu á, vào trong mạch máu, và tức là cái phần phần mạch máu mà đi đến cái nhu mô phổi, thì những cái phần nhu mô phổi mà nó còn thông khí, nó còn tưới máu thì nó sẽ được nhuộm màu, và cái phần mà mình muốn cắt đó thì nó vì là mình đã kẹp cái mạch rồi nên cái phần nhuộm màu nó không đến ở đấy nữa, thì đấy chính là phần mà mình phải cắt. Et voyez, on voit très bien la différence entre la zone qui n'est plus vascularisée et qu'on doit enlever et celle qui est vascularisée. Avec le bistouri électrique, on met des marques comme ça entre les deux et puis on va couper sur les pointillés.
Đó. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là hai cái vùng nó phân biệt ra, một vùng được tưới máu và một vùng không, và các bạn sẽ rõ, tức là các bạn sẽ phân định được cái vùng này để các bạn cắt. Voilà. Donc ça, c'est la méthode qui est la plus viable au jour d'aujourd'hui et celle qu'on utilise le plus souvent, enfin quasiment toujours. Et là, on va... Và đây là một cái kỹ thuật mà... Oui. Oui, oui, allez-y et puis je finis moi après derrière. Oui. Thì đây là một cái kỹ thuật mà chúng ta có thể quan sát rất là tốt và người ta sử dụng được ngày càng nhiều hơn so với cái kỹ thuật phía trước. Et alors, pour finir ce cours, à la fin, donc, il y a un petit film qui dure 5 minutes, je crois, ou 5-6 minutes, qui montre comment on fait par vidéothoracoscopie une lobectomie, la lobectomie supérieure droite. Comme ça, c'est un film qui vous permettra de voir un tout petit peu comment ça se passe en pratique d'une manière très résumée. Et on va essayer de la commenter au fur et à mesure. Mm. Thì để kết thúc cái bài học này thì chúng ta sẽ xem một cái đoạn phim ngắn chắc khoảng tầm 5 phút ấy, để chúng ta hiểu là chúng ta sẽ thực hành như thế nào để lựa chọn cắt một cái thùy phổi, và chúng ta sẽ tưởng tượng ra là chúng ta thực hành cái việc đấy như thế nào, tức là để mình tư duy là mình cắt như thế nào. Vậy. Donc voilà, on démarre le film. Il est réalisé à l'hôpital Montsouris, là où je travaille. Ouais. Donc c'est l'obectomie supérieure droite chez ce patient de 64 ans. Này, và chúng ta sẽ xem cái đoạn phim này. Cái đoạn phim này được thực hiện ở bệnh viện ở Montsouris, là nơi mà tôi làm việc. Và chúng ta sẽ xem để cắt cái thùy trên của phổi phải. Đó. Donc ici la position des trocars, donc deux trocars de 5 mm en arrière, la caméra vidéo un trocar de 12 et ce trocar un peu plus grand pour les agrafeuses. Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ đặt đặt cái 4 trocar như thế này, hai cái trocar kích thước 5 ở đằng sau và một cái trocar 12 dành cho camera như thế này. Voilà. Après, première étape de l'intervention chirurgicale. Alors, les étapes de l'intervention chirurgicale, on va aller dans la scissure entre le lobe supérieur et le lobe inférieur et on va chercher cette artère qui s'appelle l'artère A2 ou la scissurale dorsale. Đó, và chúng ta sẽ xem cái cách nó hoạt động như thế này. Tức là ở đây cái hình chiếu lên, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần động mạch tĩnh mạch này, rồi rãnh liên thùy người ta mô tả. Và bước đầu tiên là step anh á, đó là chúng ta sẽ đi tìm cái động mạch nó có tên là động mạch A2 này. Đó, chúng ta đánh Donc dấu. On va couper cette artère, après on va disséquer la bronche et on va la couper. Đó, và tức là cái động mạch này là cái động mạch mà chúng ta phải cắt. Après, derrière ici, il va y avoir l'artère médiastinale. Une fois que la branche est coupée, on voit l'artère médiastinale et on la coupe aussi. Và phía sau nữa là nó có cái động mạch trung gian, và có thể là chúng ta sẽ phải kẹp cái động mạch này. Et à la fin, on va faire la veine pulmonaire supérieure pour finir la lobectomie. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ phải cắt cái tĩnh mạch phổi này, cái phần màu đỏ phía sau mà người ta đánh dấu, đấy là bước cuối cùng. Et voilà, et maintenant, voilà, ça c'est le poumon ici, ça c'est le lobe supérieur, ici devant c'est le lobe moyen, et ici on voit un tout petit peu du lobe inférieur. Thì ở đây là cái phần nhu mô phổi mà mình sẽ quan sát, thì cái đầu tiên phía trên này là thùy trên phổi này, ở phía dưới đang thông khí đây là thùy trung gian này, và mình sẽ thấy một cái phần nhỏ nhỏ phía ngoài này là thùy dưới. Ici c'est la scissure entre le lobe supérieur et le lobe moyen et le lobe inférieur. Và cái rãnh ở giữa này là rãnh liên thùy giữa thùy trên với thùy trung gian và thùy dưới. C'est là qu'on va chercher les vaisseaux. Mais và avant đây, thì bây giờ chúng ta tìm mạch máu. Mais avant de commencer l'opération, si le diagnostic n'est pas fait en préopératoire, on va d'abord faire le diagnostic de cancer avec, voyez, une ponction à l'aiguille, et on va faire un examen extemporané pour voir si c'est bien un cancer ou pas. Thì bước đầu tiên để là chúng ta phải khẳng định chẩn đoán. Thì để khẳng định chẩn đoán thì chúng ta sẽ phải sinh tiết phổi, và sinh tiết phổi xong thì chúng ta sẽ phải làm giải phẫu bệnh tức thì để khẳng định là chắc chắn là cái này nó là ung thư hay không. Et si le cancer se confirme, eh bien, on va aller dans la scissure. Vous voyez ici, on voit l'artère dans la scissure. Vous voyez cette image jaune comme ça. En fait, c'est l'artère pulmonaire.
Et donc, on va commencer par ouvrir la scissure entre le lobe supérieur qui est en haut et le lobe moyen et inférieur qui est en bas. Đó. Và sau khi đã khẳng định chắc chắn là ung thư rồi thì chúng ta sẽ đi vào các phần phẫu thuật. Bước đầu tiên là đi tìm động mạch phổi. Thì ở đây bạn thấy rãnh liên thùy này, chúng ta sẽ phân tách cái rãnh này ra để tìm cái động mạch phổi này. Cái động mạch phổi nó màu vàng này. Voilà, on va disséquer l'artère. Đó, chúng ta sẽ phân tách ra để lấy ra cái động mạch. Et donc, première branche à trouver, c'est l'artère scissurale dorsale ou l'artère A2. Đó, và đây chính là cái động mạch ký hiệu là A2 trên cái hình lúc nãy đó. Là, chez ce patient, il y a une toute petite veine transversale comme ça que vous voyez ici et qui bloque l'accès à l'artère A2 qui est là. Đó, thì ở đây chúng ta thấy là bệnh nhân có một cái tĩnh mạch nhỏ nhỏ nó chạy vắt ngang qua đây. Đấy, và cái động mạch A2 đây thì chúng ta sẽ phải kẹp cả hai cái này. Donc, il faut d'abord la couper pour après s'attaquer à l'artère. Đó, và chúng ta sẽ phải kẹp động mạch trước. Voilà, une fois qu'on l'a coupé, eh bien, on va disséquer cette artère A2 qui a deux branches. Donc, on va disséquer ces deux branches. Và cái động mạch A2 này thì nó tưới máu cho hai cái phế quản. Và chúng ta sẽ phải xử lý hai cái phế quản này. Voilà, c'est ce qu'on va voir. La dissection de l'artère A2. Đó, chúng ta sẽ phân tích cái động mạch A2 này, cái động mạch A2 này ra. Et vous voyez ici la petite veine qui est là, et puis les deux branches de l'artère A2. Ça, c'est une branche et l'autre branche qui est postérieure. Donc, ça, c'est les deux branches de l'artère. Thì đây các bạn nhìn thấy là có cái ven nhỏ nó vắt ngang qua đây này và có hai cái phế quản này. Đấy, người ta phẫu tích để bộc lộ hai cái phế quản này. On va mettre des clips. Đó, người ta sẽ sử dụng cái kẹp này. Đấy. Voilà, et puis avec un instrument, ça c'est une pince bipolaire qui fait le feu et coupe en même temps. Đó, ta sẽ bắn hai cái kẹp này, đấy, sau đấy thì đưa cái dụng cụ cắt vào. Voilà. Đấy, cắt vào. Ici, il y a toujours un ganglion devant la branche. La branche, c'est ici à gauche en bas, à gauche en blanc. Đấy, và mình sẽ phải quan sát cái hạch. Pour la deuxième branche, on va faire pareil. Et puis maintenant, vous voyez ce ganglion. Les ganglions sont toujours noirs dans le médiaste, dans le thorax. Đấy, và sau khi đấy, người ta đã cắt cái phế quản thứ hai rồi này, mọi người thấy ở đây này. Và luôn luôn là chúng ta phải quan sát hạch nhé. Thì cái hạch ở trong phổi này nó màu đen như thế này này. Voilà, donc on enlève le ganglion parce que ça permet de avoir un accès plus facile pour la branche. Đấy, và chúng ta sẽ lấy cái hạch này bởi vì cái vị trí A2 này rất dễ để lấy hạch. Đấy, hạch này. Ça, c'est le ganglion de la station numéro 10. Đấy, và cái hạch này ở vị trí nhóm giống như là nhóm số 10. Et ici on voit la branche qui est derrière là. Et donc vous allez voir après comment on dissèque. Đấy, và đây là, thấy các bạn thấy này. Cái hạch này lấy ra này. Và đây là cái phế quản phía sau này. Voilà, donc là vous aviez eu le schéma. Et puis maintenant la dissection de la branche. Regardez, paf, on dissèque la branche. Đấy, et và, puis on va mettre... Và đây chúng ta thấy cái phế quản phân thùy này. Et puis on va mettre une pince mécanique, une agrafeuse qui permet de agrafer et de couper en même temps. Đấy, và bây giờ chúng ta sử dụng cái dụng cụ kẹp á. Voyez ici les lignes d'agrafe, ça met des agrafes des deux côtés, de la partie qui reste mais aussi de la partie qui part. Đấy, mọi người thấy này, người ta để hai cái kẹp, có hai cái kẹp này. Voilà. Et maintenant, on va, une fois qu'on a coupé la branche, on va aller sectionner l'artère médiastinale. Donc, on prend le moignon bronchique et on tourne. Là, và đây là cái phần phế quản ở giữa này. Et puis là, vous voyez ici cette grosse artère. Là, c'est l'artère médiastinale. Đấy, và ở đây thì mình thấy một cái động mạch rất lớn là cái động mạch trung gian này. Et là, deux branches, vous voyez les deux branches. Đấy, có hai phế quản ở đây. Et pareil, avec une agrafeuse spéciale pour les artères, on fait la même chose, on coupe l'artère. Et derrière, vous voyez qu'il reste la veine, ici. Đấy. Dernière. Và tương tự như vừa nãy thì người ta sẽ dùng cái kẹp lúc nãy để phân tách ra. Người ta sẽ kẹp hai cái để phân tách ra.
voyez ici la veine, et donc on va disséquer avec un dissecteur la veine aussi. Et puis on peut mettre soit des clips, si elle n'est pas trop grosse, ici il y a des clips, vous voyez. Sinon, on peut même mettre une agrafeuse dessus, mais souvent, un clip est suffisant. Đấy, và người ta sẽ sử dụng cái kẹp này này để tách ra, để tách cái phế quản cần 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 kẹp ra. Et on va couper. Đó, và sau đấy thì người ta sẽ cắt cái phần này. Toujours avec la bipolaire. Voilà. Et maintenant, il reste à séparer le lobe supérieur du lobe moyen. Souvent, il y a la petite scissure, elle n'est pas complète entre le lobe supérieur et le lobe moyen. Et il faut la séparer. Đó. Và bây giờ thì chúng ta đã cắt các cái phế quản với lại các cái động mạch rồi. Nên là để chúng ta đã tách riêng ra được cái thùy. Vous voyez, ici c'est la petite scissure. Vous voyez qu'elle est quand même assez épaisse finalement. Ở đây thì mọi người có thể thấy một chút cái rãnh liên thùy nhỏ. Voilà, on va mettre un petit clamp pour l'affiner, pour la rendre plus souple pour la pince après, pour la pouvoir la réséquer, sectionner. Đấy, và người ta sẽ dùng cái kẹp để tách cái phần thùy mà phải cắt ra. Et puis avec une agrafeuse similaire, eh bien, on va couper la tache. Đấy, người ta sẽ dùng cái kẹp để kẹp riêng và cắt này. Voilà, et puis on met le spécimen, on le met dans la pièce opératoire dans un sac parce qu'il ne faut pas qu'elle touche les parois du thorax. Và người ta sẽ cho cái phần này vào cái túi để lát nữa đưa qua đưa ra ngoài. Et puis au niveau de l'orifice antérieur qui est un peu plus grand, elle va être enlevée. Parfois, on va attacher le lobe inférieur au lobe moyen pour éviter le twist du lobe moyen surtout. Đấy, và người ta sẽ phải kiểm tra, người ta sẽ kẹp những cái vị trí gần cắt ở gần các phân thủy khác để tránh việc dò khí. Et puis après, à la fin, quand c'est un cancer, on va faire un curage ganglionnaire. Ici, ça c'est la loge de Barretti, ce qu'on appelle. Hop, attendez juste. La loge de Barretti. Hop, on va faire juste comme ça. Loge de Barretti, vous voyez ça, c'est la veine cave supérieure avec le nerf phrénique au-dessus. Và bước cuối cùng đấy là chúng ta phải nạo vét hạch vùng. Thì ở đây chính là hạch ở vùng khoang Barretti. Thì đây mọi người thấy cái phần xanh xanh phía trên này này, đấy là tĩnh mạch chủ trên. Đó, thì người ta sẽ phải nạo vét hạch vùng này. Ça c'est la crosse de la veine azygos en bas. Và cái phần phía dưới Madalena đang chỉ đấy là hệ tĩnh mạch azygos. Et en arrière, il y a la trachée, on ne la voit pas ici, mais elle est là en arrière. Et donc, ce triangle, c'est la loge de Barretti. Đó, và đằng sau, nó chính là khí quản và cái phần vòng cung này này. Đó, được giới hạn phía dưới phần vòng cung này chính là khoang Barretti. Et c'est à cet endroit-là qu'on trouve les stations ganglionnaires médiastinales numéro 2 et numéro 4. Đấy, và ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái hạch vị trí nhóm 2 và nhóm 4. Voilà, donc on fait le curage. Et on finit l'intervention. Đấy, và ở đây thì chúng ta nạo vét hạch và kết thúc cuộc phẫu thuật. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, si vous avez des questions. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và tôi chờ đợi các câu hỏi của các bạn. Merci Madalina, c'est très intéressant. Merci à vous de votre attention et de votre patience parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de chirurgiens parmi vous. Donc, je vous remercie. Il y en a quand même pas mal qui ont résisté jusqu'à la fin. Je vais voir les questions. Hein. Si on a les questions, je vais traduire. Oui, oui. Thì Madalina có nói là bây giờ là thời gian cho các câu hỏi và bà rất là vui được chờ đợi các câu hỏi của mọi người. Thì nếu mà ai có câu hỏi thì mọi người có thể bật mic hỏi trực tiếp, mình sẽ dịch, hoặc là mọi người có thể gõ vào phần trò chuyện cũng được. Bật mic cho nhanh được. Thưa cô, cho em hỏi tại sao mà trong cái mổ phổi thì mổ phổi bên phải lại đứng sau bệnh nhân, còn mổ phổi trái thì đứng trước bệnh nhân? Em cảm ơn. Ok. Ok, Madalina, il a une question pour vous. C'est un participant, elle demande pourquoi quand on fait les opérations à poumon droit, les opérateurs doivent être à derrière le patient et par contre, quand on fait les opérations de poumon gauche, les opérateurs doivent être devant le patient.
C'est une excellente question. C'est encore à cause du fait que, et d'ailleurs, c'est pas toujours vrai, mais la majorité des chirurgiens sont droitiers. Et quand on aborde la scissure, c'est mieux quand on est en bas, on va dire, quand la main droite est du côté inférieur de la scissure pour chercher l'artère. Ce ne serait pas vrai pour les gauchers. Les chirurgiens gauchers, ils doivent se mettre inversement. C'est-à-dire que quand les opérateurs par exemple, derrière le patient avec les opérations de poumon droite, c'est bien pour les voir ou chercher les artères, c'est ça? Oui, alors ça vient mieux pour la main droite pour opérer quand la main droite est vers la partie inférieure du thorax. À, d'accord, ok. Thì có một bạn ấy hỏi là tại sao mà vị trí của phẫu thuật viên lại đứng ở phía sau bệnh nhân đối với những cái phẫu thuật phổi phải và đứng ở phía trước bệnh nhân đối với phẫu thuật phổi trái. Thì Madalina có trả lời đến một câu hỏi rất là hay. Thì nó liên quan tới cái việc là kiểm soát cái dụng cụ khi mà người phẫu thuật viên người ta thực hiện. Thì là thứ nhất, thứ hai nữa là nó giúp cho cái việc mà người ta bộc lộ cái động mạch được dễ hơn. Thì ví dụ đối với những cái phẫu thuật phổi phải, người ta đứng đằng sau bệnh nhân thì cái tay phải cũng như là cái tay người ta sử dụng các dụng cụ và người ta kiểm soát được dụng cụ thuận lợi hơn. Đó, và cái đường mà người ta đi vào để tìm các mạch máu nó dễ hơn. Đó. Thì tương tự như vậy đối với bên trái, khi mà người ta đứng ở đằng trước thì cái tay người ta kiểm soát dụng cụ phía trước nó rộng hơn và người ta tìm các mạch máu bên đấy cũng dễ hơn. Pour les chirurgiens qui sont gauchers, c'est certainement mieux et à l'envers. Đó, và dĩ nhiên là phẫu thuật viên người ta sẽ thao tác dễ hơn khi mà người ta đứng đối diện với cái trường phẫu thuật. Alors, il faut savoir aussi que moi, je vous ai présenté la méthode avec le thorax totalement fermé, parce que c'est ce que moi, je pratique. Thì bà ấy cũng giới thiệu với mọi người cái việc phẫu thuật đối với cái lồng ngực kín, bởi vì bà ấy là người thực hiện chính. Mais il y a aussi une méthode qui consiste à faire une petite incision utilitaire de 3-4 cm. Et les chirurgiens qui font ça, cette incision, elle est toujours au même endroit, c'est-à-dire vers l'avant du patient, sous le sein. Et donc, du coup, automatiquement, quand on est à droite, eh bien, c'est toujours, il faut se mettre du côté de cette incision. Donc, on sera, enfin, en fait, quand on fait ça, qu'on soit à droite ou à gauche, le chirurgien il se met devant le patient pour cette méthode. Thì đối với cái việc phẫu thuật ấy thì trái hay phải, nhưng mà cái người phẫu thuật viên ấy, người ta phải ở cái vị trí mà người ta phải ở cái vị trí đối diện với cái trường phẫu thuật của bệnh nhân. Đó. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Có câu hỏi khác không ạ? Có câu hỏi trong chat đấy Hồng. À đây. Vật lý trị liệu hô hấp cho bệnh nhân sau phẫu thuật cắt phân thủy phổi. Oui, il a une autre question en concernant le protocole de kinésithérapie post-opératoire pour les patients qui a l'opéré de l'aube du poumon. Oui, c'est très très important la kinésithérapie post-opératoire mais aussi pré-opératoire dans la préparation du patient. Et donc ça commence dans la salle de réveil. Thì có một câu hỏi đấy là có một cái chương trình hoặc là một cái protocol về liệu pháp vật lý trị liệu á, phục hồi chức năng hô hấp cho những cái bệnh nhân sau phẫu thuật hay không? Thì Madalina có trả lời là nó rất là quan trọng, chắc chắn là có rồi. Đấy là sau phẫu thuật và có cả trước phẫu thuật nữa, và cái đấy nó dành cho cái service mà sau phẫu thuật, tức là hồi tỉnh. Déjà, dans la salle de réveil, on va les mettre au bord du lit, on va leur apprendre à expirer surtout, et puis même pour ceux qui sont bien réveillés, ils vont faire quelques pas, même avant de revenir dans la chambre. Ouais. Thì ở cái service ở khoa hồi tỉnh á, thì người ta sẽ phải thay đổi tư thế cho bệnh nhân này, rồi người ta phải hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi chức năng hô hấp, và tất nhiên là khi mà bệnh nhân tỉnh rồi thì còn nhiều phương pháp khác nữa phải tập. Donc, c'est ce qu'on avait discuté dans les cours précédents, mobilisation précoce du patient et active. Đó. Và vì vậy nên là người ta có một cái nguyên tắc đấy là cần phải di động bệnh nhân sớm cũng như là tập luyện, ấy, tập cho bệnh nhân sớm. Voilà. Ouais. Ici, il y a une autre question. Attends, je vais dire.
Il y a une autre question en concernant le pneumothorax de tuberculose. Oui, parce qu'elle demande avec les cas de pneumothorax post-tuberculose pleurale, on ne peut pas retirer les sons de pleurale. Donc, est-ce qu'on peut faire les symphyses pleurales ou non? C'est la première question. Deuxième question, pourquoi on ne peut pas utiliser les tangues ou bléomycine pour faire les symphyses pleurales par rapport avec les méthodes la méthode de mécanique quand on fait les thoracoscopies. Voilà. Oui, et deuxième question, c'est ça. Et troisième question, en conclusion, les efficaces de amphies pleurales d'après les mécaniques en concernant de thoracoscopie, c'est combien de temps on peut faire? Et voilà. Et combien de temps d'après l'opération, les amphies pleurales, ça a bien fait? D'accord. Ouais. Pour la question concernant la tuberculose, la condition pour pouvoir décider d'une symphyse pleurale, c'est que le poumon soit au contact avec le drainage, parce que j'entends comment on peut enlever le drain. Pour enlever le drain, est-ce qu'on peut faire une symphyse? Alors, la première condition, c'est que le poumon, il faut qu'il soit au contact de la cage thoracique, parce que si le poumon n'est pas au contact, la symphyse ne peut pas marcher, parce que comment on peut coller deux éléments qui ne sont pas au contact? Et donc, ça, c'est la première question condition pour toute symphyse. Thế thì đối với câu hỏi đầu tiên ấy là bạn có một bạn hỏi là đối với những trường hợp mà tràn dịch màng phổi do lao mà không thể rút xong dẫn lưu ấy thì mình có gây dính màng phổi không, thì Madalena có trả lời là cái tiêu chuẩn đầu tiên để gây dính màng phổi thành công ấy thì là cái phần nhu mô phổi nó phải nở ra tốt. Tại vì muốn để gây dính màng phổi ấy, thì cái phần màng phổi lá thành và tạng nó phải có cơ hội tiếp xúc vào với nhau, và muốn để nó tiếp xúc với nhau thì cái phần nhu mô phổi nó phải nở ra được. Thế nếu mà nó không nở ra được thì chúng ta không thể thực hiện gây dính màng phổi thành công được. Đấy. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que dans la tuberculose, parfois le poumon il est fibreux et donc il n'arrive pas à se réexpandre justement, et donc ça peut être un problème. Tại sao mà tôi phải giải thì tại sao mà tôi phải giải thích như thế, thì bởi vì đôi khi trong những trường hợp mà bệnh nhân nhiễm lao chẳng hạn thì cái nhu mô phổi nó bị sơ hóa, nó sơ dính và nó không thể nở ra tốt được. Đấy là lý do mà chúng ta không thể rút xong dẫn lưu. Et de toute évidence dans cette situation là on peut pas faire de symphyse pleurale. En revanche, si le poumon est réexpandu et vient au contact de la paroi, à ce moment-là, on peut envisager de mettre du talc par exemple à l'intérieur, même par le drain, pas obligatoirement par le chirurgien. Và ngược lại thì trong trường hợp nếu mà nhu mô phổi có thể nở ra tốt thì chúng ta có thể thực hiện gây dính màng phổi, và dĩ nhiên các bạn có thể sử dụng bột tan giống như các bạn muốn, và có thể qua dẫn lưu hoặc là qua phẫu thuật nội soi lồng ngực, không bắt buộc là qua phẫu thuật nội soi lồng ngực, các bạn hoàn toàn có thể bơm qua dẫn lưu. Alors justement concernant la pleurodèse chimique, celle qui utilise du talc ou de la bléomycine par exemple, il y a des indications précises pour ça. Và về hiệu quả của cái việc là gây dính màng phổi bằng cách là qua nội soi màng phổi bằng cách trà sát đó, so sánh với cái việc gây dính màng phổi bằng hóa chất tức là bằng bột tan hoặc bleomycin, thì chưa có một cái, tức là không có một cái kết luận nào chính xác hoàn toàn về so sánh hai cái đấy cả. Alors pour la bleomycine, ça marche très bien, ça donne une bonne inflammation, simplement que c'est plus cher, la bléomycine c'est quand même plus cher que le talc d'une part, et d'autre part ça ne constitue pas un traitement, parce que avant on se disait ben comme il y a du cancer dans la plèvre, on va mettre de la bléomycine, ça va mieux contrôler la maladie, mais en fait ça ne marche pas comme ça, parce que dans la plèvre c'est un épiphénomène, la maladie elle est généralisée de toute manière. Thì đối với cái việc gây dính bột tan với bleomycin thì
cũng tốt thôi, vì bilirubin nó tạo thành cái phản ứng viêm khá là tốt, thì cái hiệu quả gây dính nó cũng cũng tốt. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm là nó đắt hơn nhiều so với bột cam, và không phải trong trường hợp nào nó cũng hiệu quả. Ví dụ như trong những trường hợp mà tức là nó đắt hơn bột cam rất là nhiều, và không phải trong trường hợp nào nó cũng hoàn toàn có hiệu quả. Ví dụ như trong những trường hợp mà bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi do ung thư chẳng hạn, thì khi các bạn bơm cái bleomycin vào thì có thể là nó đã bị bài dùng từ là gì nhỉ? Nó đã bị lan tỏa, tức là phần nào đấy nó đã bị chuyển hóa trong cái phần màng phổi rồi, và nó không có hiệu quả. Donc on peut utiliser de la bleomycine, mais c'est plus cher que le talc et n'a pas de bénéfices supplémentaires. Đấy, thì khi dùng bleomycine thì nó đắt hơn bột cam rất là nhiều, và nó không có hiệu quả vượt trội, tức là nó không có cái lợi ích, cái hiệu quả vượt trội hơn hẳn. Il faut savoir que pour obtenir des symphyses pleurales, plusieurs types de substances ont été utilisées, y inclus de mettre des germes à l'intérieur des microbes. Và các bạn cũng phải biết là đối với những cái gây dính màng phổi mà sử dụng hóa chất thì nó có rất nhiều loại, nhưng đồng thời nó cũng có đem vào rất là nhiều những cái vi khuẩn, tức là cái mầm bệnh đem vào trong khoang màng phổi. Mais globalement, ce qui reste le plus simple et le plus utile, c'est le talc, en effet. Và nhưng mà cuối cùng thì cái cách mà để gây dính màng phổi khá là đơn giản và không quá đắt, đấy là bằng bột tan. Mais il faut savoir que la symphyse pleurale obtenue par le talc, elle est beaucoup plus serrée que lorsqu'on fait une abrasion mécanique. Thì gây dính bằng bột tan ấy, thì nó đem lại hiệu quả dính nhiều hơn so với cái biện pháp dính cơ học mà thông qua trà sát này. En plus de ça, on ne sait pas très bien ce que donne le talc, la présence du talc à l'intérieur du thorax à long terme, parce qu'il faut savoir que le talc ne va pas se résorber, il va rester à l'intérieur du thorax à vie. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner à long terme. Nhưng cái vấn đề là chúng ta không biết là cái bột tan đấy về về lâu về dài trong khoang màng phổi thì nó đem lại cái việc gì, bởi vì thực chất là khi các bạn bơm vào trong khoang màng phổi thì cái bột tan đấy nó sẽ ở lại đấy suốt đời với bệnh nhân, và câu hỏi là thêm một thời gian dài như thế thì nó sẽ gây ra cái gì. Parfois on a observé des calcifications dans la plèvre à cause de ça. Vì chúng ta đã quan sát thấy là có cái việc là canxi hóa cái màng phổi sau khi bơm cái bột tan này vào trong khoang màng phổi rồi. C'est pour ça que cette méthode, qui est très efficace, plus efficace que le mécanique, on la réserve quand même seulement pour les patients qui ont une survie limitée, c'est-à-dire seulement pour les pleurésies métastatiques. On sait que la survie médiane d'un patient qui a une pleurésie métastatique, tout cancer confondu, elle est de 6 mois. Donc, c'est pour ces patients-là qu'on réserve le talc. Đấy là lý do mà người ta thường là gây dính bằng bột tan cho những cái trường hợp ví dụ như là tràn dịch màng phổi hoặc là viêm mà viêm viêm tạo tạo dịch màng phổi tái phát nhiều trong những trường hợp di căn này hoặc là ung thư màng phổi, thì người ta sử dụng cái gây dính này bằng bột tan nó rất là hiệu quả, bởi vì có thể bệnh nhân chỉ có thời gian sống thêm khoảng 6 tháng thôi. Đó, thì người ta cần cái hiệu quả gây dính nhanh và cái thời gian bệnh nhân có thêm nó không quá dài. Pour les patients qui sont jeunes et qui font des pneumothorax, parce que le pneumothorax du jeune ou parce qu'ils ont un poumon un peu emphysémateux, parce qu'ils sont fumeurs, chez ces patients-là, on fait le ponçage mécanique parce que ça donne de bons résultats et ça permet, si après le patient, avec l'âge, il va faire un cancer ou une autre pathologie pulmonaire, on peut l'opérer avec plus de facilité sans détruire le poumon. Tuy nhiên thì ví dụ như với những trường hợp mà tràn khí màng phổi trên những bệnh nhân trẻ chẳng hạn, tức là bệnh nhân vẫn còn rất là trẻ, bệnh nhân có thể là có tràn khí màng phổi tự phát hoặc là bóng kén khí hoặc là giãn phế nang hoặc là do hút thuốc hoặc là cái gì gì đấy, thì tôi thấy rằng là gây dính bằng cái biện pháp cơ học qua trà sát đó thì nó tốt hơn, bởi vì là nó không những nó đem lại cái hiệu quả gây dính màng phổi tốt mà nó còn giúp là nếu sau này trong cái quãng thời gian quãng đường sống còn lại của bệnh nhân, chẳng may mà bệnh nhân có ung thư chẳng hạn hay bệnh nhân có cái gì đấy phải phẫu thuật vào lồng ngực chẳng hạn, thì gây dính qua cơ học đấy nó rất là tự nhiên là thứ nhất, thứ hai là bệnh nhân có thể dễ dàng thực hiện các cái phẫu thuật đấy sau này, là người ta bóc tách vào trong màng phổi nó không quá khó khăn như việc gây dính bằng bột tan. Et même pour les patients qui ont un pneumothorax, on fait parfois des talcages, donc on met du talc. Quand le pneumothorax récidive plusieurs fois, malgré le fait qu'on l'a opéré plusieurs fois, ou sinon quand c'est des pneumothorax secondaires à un BPCO très avancé chez un patient qui est un petit peu plus âgé,
Eh bien, à ce moment-là, on va mettre du talc. Đó, hoặc là nhưng mà trên những cái trường hợp mà bệnh nhân có tràn khí màng phổi tái phát sau khi dính vào bột tan chẳng hạn, hoặc là trường hợp bệnh nhân tràn khí màng phổi trên những bệnh nhân mà có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rất là nặng, bệnh nhân có giãn phế nang rất là nặng, thì những trường hợp đấy người ta lại khuyến cáo gây dính bằng bột tan vì là cần cái hiệu quả gây dính tốt. Aussi pour traiter le pneumothorax cataménial en plus de réséquer, il faut réséquer le diaphragme, le centre tendineux du diaphragme. Et en plus, il faut mettre du talc à l'intérieur parce que c'est des pneumothorax qui sont très difficiles à contrôler en fait. Hoặc là với những trường hợp mà tràn khí màng phổi tái phát liên quan tới ví dụ như là kinh nguyệt chẳng hạn, hoặc là những cái bất thường về cơ hoành, thì người ta thấy là gây dính bằng bột tan nó đem lại hiệu quả, bởi vì những cái tràn khí đấy phẫu thuật hoặc là những cái điều trị khác nó khó kiểm soát. Mais globalement, il faut quand même éviter le talc chez les patients qui ont des pneumothorax simples et qui n'ont pas récidivé. Donc ça, il faut l'éviter parce que sinon, ça peut être dramatique si on a besoin de les opérer plus tard. Tuy nhiên thì mình phải tránh sử dụng gây dính tránh sử dụng bột tan để gây dính màng phổi trên những cái bệnh nhân mà tràn khí màng phổi đơn giản đơn thuần, hoặc là những cái bệnh nhân mà tràn khí màng phổi không có quá nhiều cái vấn đề phức tạp, bởi vì nếu không thì nó sẽ thành thảm họa khi mà về sau những cái bệnh nhân tràn khí bệnh nhân đấy người ta cần có cái nhu cầu phẫu thuật. D'autant plus que les résultats ils sont très satisfaisants avec cette méthode de ponçage mécanique. On a 4% de récidive après une méthode de ponçage pleural. Donc, c'est quand même assez acceptable. Mặt khác nữa là bệnh nhân người ta dung nạp rất là tốt đối với những trường hợp mà gây dính bằng cách tự nhiên, tức là gây dính bằng trà sát tự nhiên đấy. Chỉ có khoảng 4% bệnh nhân tái phát thôi, và 4% đấy là cái tỷ lệ mà có thể chấp nhận được. Et en général, les récidives, elles sont des toutes petites récidives, des pneumothorax très petits qu'on n'a même pas besoin de réopérer. Và thường là những cái tràn khí màng phổi tái phát đấy thì nó lại tràn khí ít thôi và không cần phải can thiệp. Et c'est surtout les patients qui continuent de fumer qui vont récidiver. Và đấy là lý do mà thường là bệnh nhân lại tiếp tục hút thuốc sau khi mà khỏi. Alors, concernant le talc, il faut savoir que dans toutes les séries de la littérature, le talc il a une efficacité à 80% seulement. Ouais, thì đối với cái gây dính bằng bột tan ấy, thì trong các tài liệu, trong các cái y văn người ta ghi ấy, thì nó hiệu quả rất tốt, tức là nó khoảng tầm 80% các trường hợp. En sachant que ce n'est pas les mêmes patients, parce que le talc, on l'utilise pour la pleurésie métastatique. Donc, c'est dans la pleurésie métastatique que l'efficacité du talc, il est à 80% seulement. Thì tất nhiên là nó tùy thuộc vào cái bệnh lý nền mà người ta thực hiện gây dính màng phổi này. Ví dụ như trong trường hợp mà gây dính bột tan cho những cái trường hợp mà tràn dịch màng phổi tái phát do bệnh lý ác tính chẳng hạn, thì hiệu quả nó còn cao hơn 80%. Et que probablement, si on mettait du talc dans le pneumothorax, le taux de réussite serait de 100%, peut-être, certainement. Đã. Và có những trường hợp mà có thể, ví dụ như những trường hợp mà tràn khí màng phổi đơn thuần gây dính bằng bột tan, nó còn hiệu quả đến 100%. Mais finalement, le bénéfice ne serait que de 4% pour un encollement qui est très fort et qui empêche des opérations derrière. Đã. Và thường thì, nhưng mà vấn đề là nó có khoảng tầm 4% những trường hợp mà bệnh nhân có thể tái phát, hoặc là một số trường hợp bệnh nhân có cái nhu cầu phẫu thuật về sau. Voilà, j'espère avoir répondu aux trois questions. Vậy c'est bien. Đó, thì bà hy vọng là những cái câu trả lời đấy nó có thể trả lời phần nào cái câu hỏi của bạn vừa nãy. Hả? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, oui, je vais voir. Oui. Is there another question? And demande the resort, the logistics pour reconstruire pulmonaire. Ah. Oui, and demande est-ce que vous pouvez partager comme le nombre de logistique comme ça ou comment ça marche? Ouais. Oui, alors il y a plusieurs boîtes qui font ça, dont ouais. Une boîte asiatique, c'est Fuji qui fait ça aussi. Fuji fait un logiciel et alors l'avantage du logiciel Fuji, c'est qu'on peut l'acheter et après on est propriétaire de et on fait tout seul, on est autonome, on est indépendant.
Le logiciel que nous utilisons dans mon hôpital s'appelle Visible Patient. Il est sur le cours, hein, donc vous pouvez partager le cours. C'est écrit dessus, Visible Patient. La différence, c'est qu'avec ce logiciel, nous, on n'est pas propriétaire. Nous, on envoie le scanner par Internet à la boîte et c'est eux qui font la reconstruction. Donc, nous, on ne peut pas faire nous-mêmes. Oui, je comprends. Thì có một bạn ấy hỏi về cái phần mềm mà tái cấu trúc của nhu mô phổi để dạng như một dựng hình lên á, thì để định hướng cái phần trước khi phẫu thuật, thì bạn ấy có hỏi như vậy. Thì bà có trả lời là ở đối với người châu Á thì có Fuji ấy, tức là cái công ty mà nó đang sản xuất cái, tức là nó phân phối cái phần mềm này. Tuy nhiên thì bà ấy có nói là không phải là bản thân phẫu thuật viên là người dựng cái này, mà cái này là trên máy scanner của hệ thống, tức là trong cái scanner của bệnh viện, người ta dạng như một cái phần mềm dựng hình đó mọi người. Người ta mua cái bản quyền, người ta mua cái phần mềm đó, người ta cài vào cái hệ thống chẩn đoán hình ảnh, và khi chụp cái scanner cho bệnh nhân thì cái hệ thống chẩn đoán hình ảnh đấy. Ça c'est les plus connus, mais moi je me suis amusée une fois de faire Google reconstruction 3D anatomie pulmonaire, et il y en a pas mal, hein, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup non, pas énormément, mais quand même quelques-uns. Je ne me rappelle plus là maintenant, mais quelques-uns quand même. Ah, il y a aussi, il y a un qui s'appelle Osiris, qui est sur Apple, c'est un logiciel Apple, Osiris. D'accord. Thì ở đấy thì bà có nói là thường là nó trong cái hệ thống của bệnh viện, và không phải họ dựng lên mà là chụp ở chẩn đoán hình ảnh, và chẩn đoán hình ảnh nó sẽ dựng lên và nó phân tích như thế. Đấy thì bà có nói là mọi người có thể tìm ở trên Google bằng cách mọi người gõ cái từ khóa ấy, là reconstruction, tức là dạng như là tái cấu trúc của phổi 3D ấy, thì nó sẽ hiện ra. Đó. Osiris, il y a une partie grand public qui est gratuite, et après si on veut rentrer dans des choses plus compliquées il faut payer, mais déjà la partie gratuite elle est déjà pas mal. Oui, thì nó có một số cái phần mà nó có một số cái phần miễn phí á, các mọi người có thể tìm, thì nó có một số phần miễn phí, nhưng đa số là nó phải trả phí. Đó, cái phần miễn phí này thì nó có thể quan sát, nhưng nó cũng không, tức là nó không có đến mức quá tệ lắm đâu. Tuy nhiên là vì là, tức là mọi người có thể tìm để xem thôi, chứ còn cái phần mà ở bệnh viện của họ dùng là phần trả phí. Voilà. Oui, je vais voir, il y a peut-être il y a des autres questions. Ici. Il a les autres questions en concernant de pneumothorax mensuel. Elle demande c'est la cause, les mécaniques et comment le traitement pour les sept pneumothorax. Oui, alors c'est l'endométriose abdominale qui va, à cause du flux circulatoire qui existe dans l'abdomen, le mouvement du côlon donne un flux qui fait que les cellules endométriales vont remonter sur les phyrides pariétocoliques jusqu'au niveau du diaphragme, donc entre le foie et le diaphragme. Elles vont se fixer à cet endroit-là. Et donc, à chaque fois qu'il y a les règles, ils vont creuser petit à petit un trou dans le diaphragme, parce que ça va se nécroser à chaque fois qu'il y a les règles. Et donc, ça va creuser avec le temps, ça va creuser un trou dans le diaphragme. Une fois que le trou est créé, il y a une communication entre le thorax et l'abdomen. Et lorsqu'on a le cycle menstruel, à ce moment-là, il y a une ouverture du col. De fermer son microphone. Oui. Voilà. Avec le cycle menstruel, il y a naturellement le col utérin s'ouvre, et donc il y a une communication finalement entre l'extérieur et le thorax. C'est pour ça que le pneumothorax catamenial, il est toujours basal, c'est-à-dire à la base du poumon, pas à l'apex comme le pneumothorax normal. Et c'est toujours des petits pneumothorax, c'est pas très gros, parce que l'air qui peut rentrer comme ça n'est pas de très, très grand volume. Thì có một bạn ấy hỏi về cái tràn khí mang phổi liên quan tới kinh nguyệt ấy, thì nếu mà mọi người
nó có một số cái căn nguyên dạng như là tràn khí màng phổi do lạc nội mạc tử cung chẳng hạn, ví dụ vậy, thì nó cùng cơ chế thôi, tức là bình thường những cái tế bào nội mạc tử cung đó nó chế tiết ấy, giống như là kinh nguyệt đều đặn hàng tháng ấy, thì những cái tế bào đấy nó có thể bị lạc đến cái cơ quan tương ứng, và những cái cơ quan đấy nó có thể có cái khoảng thông giống như khoang màng phổi ấy đó. Và bình thường ví dụ như những cái tế bào đấy nó đến giống như kỳ kinh nguyệt ấy thì nó sẽ bong ra. Đó, giống như kiểu là tế bào kinh nguyệt của mình ấy, nó bong ra thì nó sẽ gây bong cái tế bào trên bề mặt của cái màng phổi. Và từ đấy thì nó gây ra tràn khí. Đó. Thì những cái trường hợp này thì thông thường thì bà có nói là những cái trường hợp tràn khí này thông thường thì nó không phải là quá nhiều, và nó không phải là giống như cái tràn khí tự nhiên nguyên phát của mình. Đó. Et donc le traitement c'est de interrompre la communication entre le thorax et l'abdomen, et c'est pour ça qu'on va réséquer le centre tendineux du diaphragme, parce que les trous, c'est à cet endroit-là que ça se forme. Ça peut pas se former dans la partie musculaire, parce que le muscle va recouvrir à chaque fois par sa contractilité, alors que là, dans le centre tendineux, il n'y a pas cette élasticité, et à ce moment-là, c'est le centre tendineux qui a les trous. Donc, il faut le réséquer pour interrompre la communication entre le thorax et l'abdomen. C'est-à-dire qu'on doit faire l'opération pour couper... Oui. Pour enlever le centre tendineux, et puis on va suturer, évidemment, on ne va pas laisser ça ouvert. On va enlever le centre tendineux, on va suturer le diaphragme, bien sûr. Tức là ở đây thì nó có thể có một số cái điều trị phẫu thuật, ví dụ như những trường hợp mà bệnh nhân có các cái bất thường đấy, người ta có thể phẫu thuật để loại trừ các bất thường đấy, hoặc những trường hợp mà bệnh nhân có cái kênh thông ở giữa bụng và lồng ngực chẳng hạn, đó thì người ta cũng có thể có phẫu thuật để sửa chữa những cái bất thường đấy. Il y a d'autres techniques qui consistent à mettre des points pour fermer les trous qu'on trouve dans le diaphragme, et puis on ouvre le diaphragme avec une plaque. Ouais. Hoặc là người ta có thể đặt một cái lưới để sửa chữa những cái chỗ thông này. Đó. Voilà, donc on peut faire les deux techniques en fonction de qu'est-ce qu'on trouve et comment ça se présente, qu'est-ce qui est plus facile pour le patient, pour le chirurgien. Oui, đó, thì người ta có thể can thiệp cái này ở trên những cái phẫu thuật giống như là hôm nay mà mình học á. Et après, on va mettre du talc à l'intérieur parce que le poumon lui-même n'est pas malade hein, chez ces patientes. Et le talc, il provoque une bonne symphyse. Donc, si vraiment le mécanisme se reproduit par un autre moyen, au moins le poumon, il est bien encollé et ça ne va pas provoquer de pneumothorax. Hoặc là trong những trường hợp mà người ta có thể cân nhắc cái việc là bơm bột tan vào trong khoang màng phổi để gây dính. Đó, thì những trường hợp đấy nó cũng khá là hiệu quả. Vì nó sẽ giúp là làm cho hai cái lá màng phổi nó dính với nhau, phần nhu mô phổi thì không có vấn đề. Voilà. Je pense c'est fini les questions. C'est bien, hein? D'accord. Ouais. Bah, si vous voulez, vous pouvez aussi m'adresser des mails si vraiment il y a d'autres questions, ou sinon, bah, ce sera pour une autre fois. Peut-être reviendra. Ouais. D'accord. En tout cas, merci. Merci pour vous, parce que votre traduction est très fluide et je suis impressionnée. Et puis merci pour ceux qui ont participé et qui ont suivi le cours. Ah oui. Thế thì Madalena có nói là nếu mà mọi người có câu hỏi khác, mọi người có thể để lại ở đây, hoặc là mọi người có thể tức là mọi người nốt cái câu hỏi của mọi người vào phần trò chuyện ấy, mình sẽ chụp lại và mình dịch ra rồi gửi email cho bà sẽ trả lời sau qua email cũng được. Đó. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và mọi chia sẻ của các bạn. Merci Madalena de merci, bon week-end. Présentation très très intéressante. Beaucoup et voilà. Puis bon week-end. Merci beaucoup, bon week-end à vous aussi et à bientôt. Hein. À bientôt, bonne continuation. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt Madalena. À bientôt. Ouais. Au revoir. Merci. Au revoir. Cảm ơn mọi người. Au revoir Madalena. Au revoir. Au revoir. Chị Quyên ơi, em kết thúc nhá. Hồng kết thúc đi, cảm ơn Hồng. Vâng, chị.